Giờ về thăm quê, thăm lại kỷ niệm ngày thơ. Kìa hàng cau xanh ngày xưa, nồi đã dung trồng. Thằng Hào trước nhà vợ mấy con, chú từ cuối làng thì vợ mới. Mà sao mày nỡ, mày ở vậy hoài, tao chết rồi sao? Nguyên ngồi ở cái bàn trà trước nhà, nhìn hàng cao cạnh con mương, rồi tức cảnh sinh tình, hát mấy câu trong bài hát Nội Tôi. Chú Năm từ trong nhà đi ra, nghe thằng con hát vậy, cũng hát nối tiếp theo giai điệu, nhưng sửa lại lời để hỏi thằng con tại sao vẫn chưa chịu lấy vợ. Nguyên nghe vậy thở dài nói: "Tía ơi, cái bài hát người ta hay muốn chết rồi, mà tía sửa lời chi vậy không biết nữa. Ông nhạc sĩ nghe được chắc buồn chết luôn." "Ông nhạc sĩ có buồn chết không á thì tao không biết, chứ mà tao rầu riết tao cũng chết nè. Mày coi coi, cái xóm này có ai 32 tuổi đầu như mày mà vẫn chưa có vợ không? Chú từ cuối sớm chuẩn bị cưới thêm đời vợ thứ tư đó. Rồi nói đâu xa, thằng Hào nhà xéo bên mình nè, bằng tuổi mày mà người ta ba đứa con rồi. Nhìn ông hai ông bồng cháu nội tao phát hàm, nhìn lại con tao tay phát chán. Mày nói thiệt đi, mày có ấy không con?" "Gì vậy tía? Ấy là gì?" Nguyên gãi đầu, trố mắt nhìn tía mình. Chú Năm nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, rồi nhỏ giọng hỏi: "Mày nói thiệt cho tía biết đi, mấy đứa nhỏ nó đồn mày bán xà bông, có thiệt không con? Tao già chứ tao tân tiến lắm mà, mày lỡ có bị thiệt tao cũng không có trách gì mày đâu." Bán cái gì tía? Con đi cuốc đất cho người ta chứ có bán buôn gì đâu." "Trời mệt mày quá, nó hoạch tạc ra nè. Mày có bị bê đê không mà giờ này chưa chịu lấy vợ? Nè nè, không ấy mày không muốn lấy vợ thì tía gả chồng cho mày ha." Quyên nghe chú Năm hỏi thì phục luôn ngụm trà vừa mới uống. Anh ho sằng sặc rồi nói: "Trời ơi tía ơi, ai đồn ác nhân vậy? Con chưa lấy vợ là vì con chưa gặp được người con gái con thương, chứ bê đê bóng gió gì đây. Còn tía mà tía không tin, tía đi tin người ngoài hả?" Chú Năm thở dài, nhấp một ngụm trà, rồi nhìn xa xăm ra phía hàng cao. Chú chậm chậm nói: "Nói nào ngay, mới đầu tao đâu có tin, nhưng mà dần dà đó, tuổi mày nó càng lớn thì tao càng tin hơn. Cho tới khi tao kiếm được cái này trong phòng mày nè, thì tao không còn nghi ngờ gì nữa. Mày coi, có thằng con trai nào mặc quần đùi màu hồng cánh sen không vậy?" Vừa nói, chú vừa lấy cái quần đùi màu hồng cánh sen nãy giờ vẫn giấu đằng sau lưng ra trước mặt. Nguyên ôm đầu bất lực: "Trời ơi, cái này tí hỏi vú chứ sao hỏi con. Vú mua giải về vú mai bà ba, còn dư vú mai cái quần đùi cho con mặc ngủ cho mát chứ bộ. Tía cũng hay ha, vú mới đưa hôm qua, bữa nay tí phát hiện ra liền rồi." "Phải không mày? Ba già rồi mà chơi màu nối dữ vậy. Mà thôi, không phải tao mừng. Mày nhìn cái hàng cao đó đi, mày biết ai trồng không?" "Thì ông nội trồng chứ ai, bởi vậy con nhìn con mới hát bài Nội Tôi đó." "Rồi mày giờ biết cái gì cái hàng cao đó mà ông nội mày chửi tao hoài không? Mày thấy có ai gần 60 tuổi đầu rồi còn bị cha má chửi chưa?" Nguyên nhìn giáo giác xung quanh, rồi lại dai qua nhìn chú Năm, ngờ vực mà hỏi: "Ông bà nội mất cũng được 15 năm rồi mà tía, bộ tía thấy được ông bà luôn hả? Đêm nào ông bà không hiện gì à, chửi tao đúng một bài, chửi riết thuộc lòng luôn." Chửi sao tía?" "Mày nhớ hồi ông nội mày trồng cái hàng cao đó, ông nói gì mày nhớ không?" "Thì nội nói chừng nào hàng cao đó có trái á là cưới vợ cho con, ai về đâu chưa kịp có trái ông nội mất rồi."
mày cũng còn nhớ tốt quá ha. Đêm nào ông cũng chửi tao là cái hàng cao nó có mấy bận trái rồi mà chưa cưới vợ cho mày. Bây giờ hả, cao thiếu điệu, nó muốn già, nó muốn chết mẹ luôn rồi mà mày vẫn ý. Ông bà nội mày hăm he vậy nè ha. Tao chết mà chưa cưới vợ cho mày đó là xuống dưới ông bà đè tao ra đập miệng mình luôn. Bởi tao nói con cái làm khổ cha mẹ mà. Nguyên nuốt nước bọt, lắc đầu nói: Tí ơi, nói tới nói lui là tí hối còn cưới vợ thôi gì. Mày cưới đi rồi tao nghỉ hối chứ gì. Mày nhìn thằng Hào đi, nó... Rồi, nó bằng tụi con ba đứa con rồi gì. Ngài nghe câu này mấy chục lần luôn. Tí nói còn: chứ chú Tư bằng tuổi tía đợt này á, ông cưới bà thứ tư rồi đó. Tía con bà xài hoài. Nguyên nói vậy cốt là để chọc quê tí mình. Chú Năm trề môi nói nhỏ: Ô mày tưởng tao không muốn hả? Tại vú mày không cho thôi, cho là tao cưới liền. Thiếm Năm trong nhà bước ra, tàn hắn giọng rồi cất tiếng mỉa mai: Gì á? Cưới ai? Ưng bà nào hả? Nói đi cưới liền cho. Hỏi ông bà mình nói cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày mất công ông chết. Ủa sao chết mà? Dạ chết chứ sao. Ba mấy tuổi đầu rồi mà có cái dạ chết cũng không biết nữa hả mày? Chú Năm rùng mình nói nhỏ: Bình thường điếc điếc vậy thôi, chứ mà hễ mày nói lén nói nhỏ cỡ nào á, bà cũng nghe mày ơi. Rồi chú cười hề hề nhìn thím mà nói: Tôi đang hối thằng con trai bà nó cưới vợ, chứ tôi cưới ai đâu. Coi nhờ mai mối đi, kiếm coi mối nào được cưới cho rồi. Cho tôi với bà có cháu nội mà ấm bồng, chứ không thôi mời mốt xuống dưới bà má rầy vợ chồng mình. Tôi thương bà nhất, làm gì dám mơ tưởng bà nào chứ. Vậy ha, công nhận càng già càng lương lẹo ha. Tôi điếc thiệt á, chứ nói xấu nói lén cái gì á, tôi nghe hết trơn hết trọi à. Rồi thằng Nguyên, tía mày nói phải đó. Sao có cái chuyện cái vợ á mà mày để tao cho ổng nhắc hoài vậy con? Tao nói mượn thím Sáu mày mần mai mấy chỗ, coi thu xếp bữa nào quẩn quẩn đi coi mắt với tao. Nguyên còn định nói cái gì đó thì vị cứu tinh của anh xuất hiện. Chị Thơ nhà xóm trên mới đi chợ vậy, chị ghé thẳng vô sân rồi cười nói: Thịt ba rọi thím Năm mượn con mua giùm nè, bữa nay con kêu người ta lấy cái phần ngon nhất cho thím rồi đó nghe. Đưa đây, thím cảm ơn bay ha. Tiền thím đưa có đủ thiếu gì không, nói để thím đưa thêm cho nè. Dạ vừa ngắm luôn thím ơi. Ủa Nguyên nó mẫn gì mà bị chú thím la trầy hay sao mà mặt nó bí xị vậy? Thím Năm đem thịt vô nhà cất, chú Năm mới nói: Ôi rầy la gì đâu bê ơi, kêu nó cưới vợ thôi mà nó vậy đó, riết người tao cũng không biết làm sao. Chuyện cưới hỏi nó là chuyện trăm năm mà, nhiều khi cái duyên nó chưa tới, chú thím ép nó hoài cũng tội. Vậy nói phải không Nguyên? Dạ tía với vú mà nghĩ được như vậy đỡ biết bao nhiêu. Chị nói vậy thôi chứ cũng mau lấy vợ đi cha, cho chú thím có cháu ẩm bồng. Cưới cưới lẹ lẹ để tôi con gái người ta già xấu hết rồi sao? Chú Năm nghe vậy thì giật mình, hai mắt sáng trở hỏi chị Thư: Ủa mày nói vậy là sao? Bộ nó quen ai hả? Nè, mày giấu tao hả Nguyên? Nói quen ai, tiếc qua hỏi cưới cho mày liền. Trời ơi quen ai đâu, tự nhiên chị nói vậy hại em rồi chị Thư. Thơ bây giờ mới cười giả lả nói: Con chọc nó chơi vậy thôi chú ơi. Thôi con dìa cơm nước cho thằng con nữa, sớm mời vợ gửi nó bên nhà dì Hai. Thôi thì chú con về. Chị về nghe Nguyên, nói với Thím Năm giùm chuyện tiếng nghe. Chị về ạ. Thím Năm xách nải chuối đi lên, không thấy chị Thơ thì hỏi: Ủa nó về ra ông? Tính gửi cho thằng con nó nải chuối mà về mất tiêu rồi, nãy quên dặn nó chờ tôi nữa. Mà để đó đi, lát con có một chuyện đi ngang qua đó đó, con tấp vô đưa chị cũng được.
Ờ, vậy lát ghé đưa nó cho nó đi. À, nói vú cảm ơn nó nghe bay. Tội nghiệp, chồng chết cũng được 5 năm rồi, ở mình ên nuôi con không à. Năm nay nó mới 36 chứ nhiều đâu. Phải chỉ có thằng nào quá vợ gì đó về ở chung, rồi cái rổ rá cạp lại cho có đôi có bạn cũng được. Nó cũng đỡ vất vả hơn. Nói gì thì nói, nhà có đàn ông nó vẫn hơn mà. Nguyên gãi đầu nhìn Thiếm Năm. Anh hỏi: ủa mà sao phải đàn ông quá vợ mới được vậy Dung? Bộ rổ rá cặp lại mới được chứ thanh niên tơ cưới không được sao? Thì tao nói như vậy, chứ thanh niên nào chịu mấy con nhỏ 30 mấy, lại có thêm đứa con 10 tuổi nữa đâu mày. Nhiều khi nó chịu, cha mẹ nó chưa chắc gì chịu. Khó lắm mày ơi, làm thân gái mà gãi cánh vậy nó khổ đủ đường hết. Thôi kệ chuyện của người ta đi, chú đưa nãy chú đi. Vợ con đi coi miếng đất của cô Út xuống trên coi sao. Cổ kêu cút bờ bao cho cổ. Sẵn con ghé đưa nãy chú cho thằng cu bo luôn. Ờ, tranh thủ đi đi, có bộ trời sắp mưa rồi đó. Mưa thì ghé nhà ai đục nha, chứ không có chạy ngoài đường, nguy hiểm lắm nghe mày. Dạ con biết rồi, thôi con đi ạ. Nguyên vừa chạy xe đi được một chút thì trời bắt đầu đổ mưa. Đương là tháng 7, lại bị ảnh hưởng của bão ở ngoài biển Đông tạo thành áp thấp nhiệt đới, cho nên mấy ngày nay trời cứ đổ mưa miết, kèm theo gió thổi rất mạnh. Nhiều cây lớn, cây giòn bị gió làm cho gãy đi, đổ ngã rất là nguy hiểm. Chú Năm vẫn ngồi đó, hướng mắt nhìn ra phía hàng cao ngoài bờ mương. Hàng cao này do ba của chú trồng hồi còn sống. Ông nói chừng nào cao trổ buồn là tính chuyện cưới vợ cho thằng Nguyên. Vậy mà khi tụi nó mới cao qua khỏi đầu người thì hai ông bà đã theo tổ tiên mất rồi. Thấm thoát 15 năm trôi qua, hàng cao đó đã cao vút, đã cho trái rất nhiều. Trong xóm có đám cưới hỏi gì cũng tới xin cao nhà chú Năm. Người ta nói cao nhà chú mà đem đi hỏi vợ thì cặp nào cũng ăn bền ở chặt, ăn nên làm ra hết trơn. Vậy mà hàng cao đã chứng kiến biết bao nhiêu cặp đôi trong xóm thành gia lập thất. Riêng cái người được chờ đợi thì tới nay vẫn chưa chịu lập gia đình. Đang suy nghĩ miên man thì trên nền trời bỗng xẹt ngang mấy tia chớp, kèm sau đó là tiếng sấm rền vang. Cho một tia chớp sáng bừng lên cả không gian âm u bị bao phủ bởi mây đen. Tia chớp giáng thẳng xuống một trong những cây cao ngoài bờ mương, cùng với một tiếng nổ rền trời. Cây cao bị đánh trúng bỗng bốc cháy trong làn mưa dày đặc. Mãi một lúc lâu sau mới tắt, cây cao đã cháy đen trơ trọi giữa màn mưa. Trong màn mưa ấy, ngay khi tia sét giáng xuống, đôi mắt kèm nhèm của chú Năm dường như trông thấy một cái bóng đen vừa nhảy khỏi cây cao mà tránh được tia sét. Cái bóng đen đó nhanh như một con sóc, lần lượt bật nhảy trên các ngọn cao, cho cuối cùng mất hút sau tán cây nhãn cổ thụ đang sai trái ở ngoài đầu lộ. Ông ơi, bộ ông mận cái gì bất hiếu với bà má hả? Mà bây giờ bị trời trồng luôn rồi nè. Ông Năm, tỉnh lại coi. Trời ơi, bớ bà con ơi. À, nè, tôi có bị sao đâu mà làm gì la dữ vậy? Có tôi là chồng bà nè, chứ trời nào mà trồng tôi được. Được cái trụ éo chồng là dối. Bộ trong tôi chết lấy chồng khác lắm hay gì? Chú Năm đang đâm chiêu thì Thiếm Năm đi lên nhìn thấy, tưởng chú bị trời trọng cho nên Thiếm làm một tràng luôn. May mà chú Năm hoàng hồn kịp thời bịt miệng Thiếm lại, không Thiếm la làng mất công hàng xóm chạy qua. Tại nói vậy chứ nếu không kịp bịt miệng Thiếm thì cũng không có ai nghe thấy được, bởi vì trời đang mưa mà. Thấy chú hổng sao, Thiếm Năm mới thở phào. Trời đất ơi, ai mà biết, mới nghe ông trời ông nổ quá trời. Sao không đi vô trong đi, ngồi đây làm chi vậy? Lát ông thiên lôi ông quánh hụt, xui xui là trúng thấy mẹ. Coi cái miệng của bà nói xui không à. Trời không có quánh hụt tôi, mà quánh hụt cái hàng cao kìa. Thiếm Năm nhìn thấy cây cao lúc nãy tuy đã không còn cháy nhưng vẫn đang bốc khói, thì Thiếm giật mình nói: cha mẹ ơi, ông quánh trúng cây cao nữa rồi hả?
lần thứ ba trong năm rồi đó. Hồi mưa đầu mùa tháng 3 quánh trúng một cây, mới hở một cây, giờ thêm cây nữa. Nè ông ơi, có khi nào lời bà con đồn á là có thiệt không vậy? Hôm trại người ta kháo nhau nói hàng cao nhà mình có quỷ ngự. Nhiều người tới gặp tôi nè, người ta khuyên tôi đốn hết đi, để quỷ nó không còn chỗ mà đi chỗ khác, chứ không thôi nó ở đó có ngại nó hại nhà mình. Thì nhiều khi người ta đồn bậy đồn bạ vậy đó mà, bà để ý làm gì? Vậy chứ tự nhiên làm gì mà trời cứ đánh trúng cây cao hoài vậy? Một lần tôi không có nói, đằng này ba lần rồi còn gì. Cho là người ta đồn bậy đi, nhưng mà tỷ dụ như có thiệt rồi sao? Bà cứ từ từ để tôi tính. Dù gì nó cũng là hàng cao kỷ niệm của ba mà. Gì thì gì, chứ cũng phải chờ thằng Nguyên nó cưới vợ xong rồi mới đốn hàng cao đó được. Bà coi hối nó lẹ lẹ đi. Nói xong, chú Năm liếc nhìn cây cao mới bị sét đánh, rồi thở dài bỏ vô nhà. Sáng bữa sau, tại quán nước của dì Tám đầu sớm. Nói về cái quán nước này thì phải kể tới sự thông minh của chị Diễm, con dâu của dì. Số là tính dì Tám là dì thích tò mò khám phá, lại thích xã giao, cho nên thường xuyên đi tới nhà hàng xóm để buôn chuyện. Dì là dì muốn quan tâm chia sẻ với bà con thôi, chứ ai nói dì nhiều chuyện là không có yên với dì đâu. Trớ trêu thay, dì lại bị thoái quá hai cái khớp gối, bác sĩ không cho đi lại nhiều. Không đi được, rồi cái ít được chia sẻ với bà con. Ở nhà hoài, đâm ra dì buồn chán mà sinh cáu gắt, hay bực dọc những chuyện linh ta linh tinh. Thường hay bắt bẻ con dâu, rồi bắt bẻ con trai, bắt bẻ luôn cả ông chồng già của mình. Mọi người biết vậy nên cứ bảo ban nhau mà ráng chịu đựng gì. Được một thời gian thì cả Dượng Tám và anh Hữu cũng bắt đầu không chịu nổi. Những cuộc cãi giả nho nhỏ bắt đầu diễn ra. Phần chị Diễm thì phần con dâu không có dám lên tiếng, chỉ khuyên bảo chồng ráng chịu ý má chồng mà thôi. Cuối cùng chị nghĩ ra việc mở cái quán nước rồi bán tạp hóa, cũng chẳng phải để kiếm thêm thu nhập hay gì đâu, mà cốt để hàng ngày có nhiều người lui tới buôn chuyện với dì Tám. Và quả thật là kết quả vượt xa mong đợi luôn. Từ ngày cái quán nước mở ra, ngày nào cũng có nhiều người lui tới, rồi chẳng mấy chốc thành địa điểm tập trung buôn chuyện của cả xóm. Dì Tám từ đó cũng vui vẻ hẳn ra, không còn bực dọc cáo gắt nữa. Gia đình lại thuận hòa, dì lại càng ưng cô con dâu vì chị tinh tế, biết hiểu ý má chồng. Sáng nay cũng như mọi khi, ba bốn bà đang ngồi nói về cái việc những đứa trong xóm vừa mới có kết quả trúng tuyển đại học. Đứa nào đậu trường nào, các bà kể ra danh sách. Cho có người bất ngờ vì sao cái thằng kia hồi đó học dở ẹt à, mà đậu vô trường xịn. Còn có thằng học giỏi quá chừng mà đậu vô cái trường nó hơi cụ bắp chút xíu. Đang bàn tán rôm rã thì cô Ba Nhi đi tới. Cô khơi chuyện bằng một câu khá quen thuộc. Nè, mấy bà hay tính gì chưa? Những gì? Bà sắp lên xe bông hả? Trời ơi, tuổi này có xe tang chứ xe bông gì nữa. Cái tật móc họng không bỏ à? Dì Tám cười. Có gì nói đi bà nội. Bà đặt hay tin gì chưa? Phải tụi tôi hay á thì đâu chờ bà kể làm chi. Cô Ba Nhi vừa kéo ghế ngồi vừa nói. Nè, mừng cho dì y cũ nghe Diễm. Nói vậy, hồi trời mưa hôm qua đó, ông trời ông nổ cái đùng, mấy bạn nghe không? Cô Hai Đệ lên tiếng cảm thán. Cái gì? Cái đùng hả? Trời ơi, vậy mà tôi nghe ra cái rầm. Làm qua thua tuột quần con 15 luôn. Trời ơi, bớt mê đệ đi bà nội. Trời đánh cái rầm mà cũng quánh số cho được hả? Có ngày em quánh cho đen thui rồi ở đó mà than nha. Ê, tại hôm qua không có chim bao, không biết đánh con gì. Mà thôi kệ, bỏ qua một bên đi. Rồi sao? Qua không quánh trúng ai hả? Ông không có quánh trúng người, mà trúng quỷ đó. Thấy ghê chưa? Cô Ba Nhi từ từ hạ giọng, vừa nói vừa nhướng chân mày lên,
cùng với con mắt trợn ngược nhìn mọi người, làm tăng thêm cái độ kịch tính cho câu chuyện. Dì Tám dỗ đùa cái đét, dì hỏi: "Dì, con quỷ ở Hàng Cao nhà cha Năm Ất phải không?" "Nó đó, bà có trí nhớ tốt đó. Mà hình như tôi nhớ bà kể trợ quánh lần này nữa là ba lần rồi phải không?" "Thì đó đúng luôn. Đó mới là cái đáng nói. Tôi nói là có con quỷ ngự ở đó. Kêu ông Năm ông đốn quách cái Hàng Cao đi cho rồi. Đốn xong không còn chỗ, tự nhiên nó đi chỗ khác chứ gì, có gì đâu, phải không? Vậy mà chả cứ chần chừ. Ta nói hả, để đó có ngày mang quả cho coi." Cô Hai Đề liền xen vô: "Thôi đi mấy bà nội ơi, cứ đồn bậy đồn bạ tới tai cha Năm, cha chửi cho nghe." Cô Ba cao giọng: "Đây, tôi tuy nhiều chuyện nha, nhưng mà có sách mách có chứng. Bữa nay thấy cái quán này nó hơi vắng không?" Nhìn quanh quất một lượt, cô Hai Đề mới gật gù: "À, nói mới để ý à, bữa nay ba bà đi bán lận con đâu ta?" Ba bà đi bán lận con là biệt danh của ba chị em Hai Hợi, Ba Ú và dì Tư Mập. Cả ba hồi còn trẻ tướng tá ngon lành lắm, tới U50 rồi thì bắt đầu phát phì, người nào cũng thừa cân hết trơn. Ba cái tên đó là biệt danh mà bà con đặt cho để mà dễ dàng phân biệt, chứ không phải tên thật của họ. Nhà họ ở xóm trên, 4 giờ sáng là bắt đầu đi tập thể dục, lội bộ một hơi xuống tận quán của dì Tám, ngồi tán dốc một thôi một hồi thì lội ngược trở về nhà. Chỉ trừ bữa nào mưa gió hoặc lễ Tết thì nghỉ thôi, ngoài ra thì ngày nào cũng đi. Có bữa thằng nhỏ trong xóm nó chọc, nó nói chứ trừ bát giới, lội bộ mấy ngàn cây số đi thỉnh kinh mà còn chưa giảm cân được, mấy bả đi bộ thể dục như vậy nhầm nhò gì. Nghe xong thì ba bà súng vô chửi cho một trận, tại vì dám dí ba bà như heo vậy. Quả là xúc phạm con heo mà. Alo, xúc phạm ba bà chứ. Nghe cô Hai Đề hỏi tới, cô Ba Nhi mới nói: "Hồi sáng sớm thấy mấy bả cũng đi thể dục á, xong đi ngang qua cái nhà của con cha Năm, có con chùm nhãn bự lắm, nó thòng xuống ngang trước mặt vậy nè. Bà Hai Hợi thấy vậy tiện tay hái luôn, tính vừa đi thể dục vừa nhai cho đỡ buồn miệng. Trời đất ơi, tính ra đi thể dục nhờ đặng giảm cân mà thấy đồ ngọt cái quất luôn hả? Hỏi sao càng ngày càng phì ra?" "Thì đó, vậy mới nói. Mà phải chị đừng có hái á, thì đâu có gì." Bà đưa tay lên hái nha, vừa đụng trái nhãn một cái thì cái nhánh cây nó nhích lên chút. Tưởng gió, bà cố giới tay lên chút nữa thì cái chùm nhãn nó lại cao hơn chút nữa. Nó vậy đó, ráng một hồi nhón dò lên luôn cũng không tới nữa. Mà như người ta thì thôi, người ta bỏ đi đi. Không, bà ráng ngước lên nhìn theo thì ta nói nó á khẩu luôn à. Tại trên cây nhãn có một con quỷ áo đỏ đứng nhìn bà chằm chằm vậy. Lúc đó mới tờ mờ sáng, tưởng đâu nhìn lộn. Bà dụi mắt nhìn lại thì cái lúc đó con quỷ nhe răng cười với bà. Ta nói hai cái răng nanh nó dài mà nó cong lên, nó cong như, em phải diễn tả làm sao cho nó sinh động đây ta. Giống như mấy đứa trong xóm hay nói chơi á, là nó cong như cái mông con nhỏ đứng ngoài cầu bông xá mình vậy đó. "Gì? Răng nanh quỷ mà bà so với cái mông, tôi sợ bà luôn đó bà Ba." "Ủa mà thiệt hả? Kể gì nghe ớn ốc vậy bà nội? Có thiệt không đó? Vậy rồi bà làm sao? Bỏ chạy hả?" "Trời ơi, chạy gì nói mà chạy. Thấy bà ú ớ, hai bà kia cũng nhìn theo, thì y như rằng luôn, sáu cặp giò nó rã ra hết trơn rồi. Bà nào bà nấy muốn la mà cứng họng, la đâu có nổi đâu. Ba bà té xuống cái đuổi, thiếu điều chưa động đất thôi đó." Quên để ý. Dám chừng cái lỗ lúng xuống khúc rồi cũng mà mình không để ý á. Trời mạnh, bà nào bà nấy lết, ta nói muốn mòn cái lỗ luôn. Bà uống bà mới lết vô sân nhà thằng Hào.
rồi chắc quản quá hay sao đó mà lết vòng vòng sân một hơi rồi cái xỉu luôn. Lúc mà người ta ra cứu bả đó hả, ta nói cái quần nó cát không. Gì? Mận gì cát không? Rồi hai bà kia làm sao? Thì lết vô luôn cái đống cát, quần mới cát không. Bà Tư Mập mới tội nghiệp, bả thì lết theo cái mé lộ á, banh nguyên mẹ nó cái hàng bông 10 giờ nhà ông Năm luôn. Lết một hơi vô tới sân, tay bả đụng trúng cái gì đó mềm mềm, cái thôi thì người ta quăng đi, không chịu. Bả cầm lên coi cái xỉu ngang luôn, bị cầm trúng vô con chuột chết sình, chắc mèo chó gì bắt rồi cái quăng bỏ đó. Thân bay lớn vậy đó chứ mà sợ chuột. Cầm con chuột lên nhìn, bả sợ quá xỉu ngang. Cái lúc bả đem bả lên xe đó ha, ta nói cái quần đất không. Nói tới đó, một vài người bụm miệng cười. Cô ba nhấp ngụm nước rồi nói tiếp. Có bà Hai Hợi là bà gan nhất. Bà ráng lết được vô tới nhà tôi nè. Bà đập cửa, tôi nghe tôi ra liền. Nhìn bà cái hết hồn luôn. Dượng Tám ngồi đó nãy giờ, khi nghe kể Dượng cũng cười hỏi. Thì sao hết hồn vậy chị bà? Ở cái quần bà cát hay là đất không? Đâu có đâu anh, cái quần máu không. Bị lết làm sao mà trúng cái bụi xương rầm của ai á, nó đâm rách quần, chảy máu tè le luôn. Rồi mới nhìn tôi tưởng đâu con ma nó nhát tôi đó chứ. Xong rồi bà ú ớ chỉ ra ngoài, tôi mới chạy ra tôi coi, thì thấy hai đống thịt nằm chình ình ở sân nhà ông Năm với sân nhà thằng Hào. Ơi tôi la làng lên, xong rồi cái có người ta chạy ra. Rồi cái thời mai sao có cái xe chở heo của thằng Dự sống trên chạy ngang qua, thấy vậy mới ngoắt nó lại, hốt hai bả lên xe chở thẳng lên bệnh viện luôn. Còn bà Hai thì tôi đem vô nhà sát trùng rửa vết thương cho. Ê, cái lát sau bình tĩnh bả mới kể lại cho tôi nghe đó. Bả vừa về là tôi lội xuống đây liền nè, chưa kịp ăn sáng luôn. Dì Tám nhớ lại lúc sáng, dì nói. Hèn gì ha, hồi sáng này thấy thằng Dự nó chạy ngang, cái thấy nó chở hai con heo, tôi mới nói trong bụng, ủa heo gì mặc đồ bông bi như người ta vậy cả. Con Diễm nó cười, nó nói chắc sáng sớm tôi bị qua mắt, chứ heo gì mặc đồ bông bi, có chăng là mấy con heo bông thôi, chứ mặc đồ gì đâu. Thì đó, nó chở bà uống với bà Tư Mập á, chứ heo nào mặc đồ bông bi bà nói. Một lát sau nghe thì chồng con của hai bà mới hay tin, cái lấy hòn đa chạy lên bệnh viện. Cô Hai Đề ngờ vực. Mà bà Hai Bá nói vậy phải không? Hổm giờ nhớ bà kể mấy người kia nhìn thấy toàn thấy ống bóng đen mà, không thôi là bóng trắng trên cây cao thôi, giờ đâu ra con quỷ áo đỏ nữa vậy bà. Vậy là bà không biết rồi. Trời đánh hụt 3 lần là coi như trời tha cho nó rồi đó. Nó thăng cấp lên cấp độ cho nên bây giờ có màu đó. Bây giờ đó ha, phải là thầy cao tay ấn dữ lắm mới trị được nó. Yếu yếu là nó giật cho chết tươi luôn chứ không phải chơi đâu. Tới thiên lôi còn không làm được gì nữa mà. Trời ơi, vậy là sắp tới đây á, sớm mình mệt với con quỷ này rồi. Ta nói nhà ông Năm mệt trước, kêu đốn đi, bỏ đi, không chịu nghe. Bây giờ nó thành tinh mẹ rồi, nó cứ ngự đó hoài, rồi làm ăn sao lên nổi. Nhưng mà cái vụ này còn ghê hơn nè, để tôi nói nhỏ cho nghe. Trời ơi, nói đại đi bà ơi, có ai nữa đâu. Cái này là tôi suy đoán thôi nha, chứ chưa có chắc à. Nhưng mà khả năng cao là tôi đoán trúng phốc. Con quỷ ở đó hơn chục năm rồi nè, mà mấy bà thấy không, thằng Nguyên á, con cha Năm, năm nay 32 tuổi chưa có vợ. Mấy bà thấy nghi nghĩ gì chưa? Ý bà nói là thằng đó bị đê hả? Chà, tướng tá ngon lành, đẹp trai cao ráo, có điều hơi đen thôi. Tướng đó bị đê uổng lắm ạ. Tào lao quá bà ở nội ơi,
Ý tôi nói đây là thằng Nguyên nó dính duyên âm với con quỷ đó, cho nên tới giờ chưa lấy vợ, mà cũng không thấy ai mà nó quen hết trơn, thấy chứ. Bởi vậy cứ hễ là muốn quen ai thì kiểu gì con quỷ đó cũng tìm cách phá ra cho không quen được trơn. Không thôi là muốn mần mai chỗ nào thì con quỷ đó cũng làm cho thằng nhỏ không chịu. Nè ha, giờ con quỷ nó mạnh lên rồi, tôi sợ rồi đây nó bắt luôn thằng nhỏ theo thì mệt. Tất cả cùng gật đầu, cho là cô ba nói phải. Còn lo sợ cho chú Năm nữa. Chú chỉ có một mình thằng Nguyên là con trai một. Có chuyện gì rồi nhà chú không ai nói dối. Câu chuyện thực hư như thế nào thì chưa biết, nhưng chưa gì mà cả xóm đều mông lung lo sợ. Đi ngang nhà chú Năm, họ không dám nhìn vô hàng cao, cũng như là cây nhãn. Tụi nhỏ trong xóm hồi xưa khoái trộm nhãn nhà chú lắm, tại cây nhãn cổ thụ có trái ngọt mà ngon lắm. Nay có cho vàng, tụi nó cũng không dám tới hái, chứ nói chi là đi ăn trộm. Một tuần sau đó, chuyện không may đã xảy ra với nhà chú Năm. Bữa đó mới hơn 8 giờ tối, từ đâu bên ngoài có tiếng một con chim cú mèo kêu lên rất là lớn. Nguyên với thím Năm ở trong nhà nghe được thì cảm thấy chột dạ. Nguyên hỏi: "Ủa, tí đi đám dỗ nhà bà lâu chưa Dung?" "Ổng đi đâu hồi 6 giờ mấy á. Tao hỏi nào về mà ổng nói chắc về trễ. Tại lâu rồi mới có dịp ngồi lại với nhau đó mà." "Sao tự nhiên con thấy lo quá trời?" "Gì? Bay lo hả? Từ chiều giờ á, hai con mắt tao nó cũng giật hoài nè. Không biết điềm lành hay dữ nữa." "Thôi, để con đi lại nhà ông bà chơi. Thấy tía đó cũng yên tâm. Tự nhiên con nghe kỳ quá." Bây giờ bên ngoài lại vang lên mấy tiếng chim cú mèo, làm cho cả hai giật nảy người, đưa mắt sợ hãi nhìn nhau. Nguyên cầm cây đèn pin chạy ra ngoài, lấy đèn rọi xung quanh để đuổi con chim đi. Còn chưa xác định được vị trí con chim ở đâu thì nó lại cất tiếng kêu một lần nữa, chính là từ phía hàng cao ở ngoài bờ mương. Nguyên nhanh chóng đi ra đó. Mới bước được mấy bước thì anh chợt sững người khi nhìn thấy một cái bóng người con gái mặc bộ áo màu đỏ, tóc dài xõa kín gương mặt, đang đứng lù lù ngay ở một gốc cây cao. Cô ta đứng hổng trên mặt đất chừng nửa thước. Càng kinh hãi hơn là phía dưới gốc cây cao có một người đang nằm. Nhìn bộ đồ đang mặc thì rất là giống với chú Năm. Thấy Nguyên trội đèn tới, cô gái đột nhiên bay vút lên ngọn cao, rồi nhảy từ ngọn này qua ngọn kia, cuối cùng nhảy tọt vô cái tán của cây nhãn đầu lộ. Nguyên la lên thật lớn: "Nè chú ơi, tí xíu ngoài này nè chú, trả tiếp cùng chú ơi, bớt bà con, có ai tiếp cùng với bà con ơi." Thím Năm nghe thì lật đật chạy ra. Mấy nhà gần đó tuy nghe chữ được chữ mất, nhưng qua giọng nói của Nguyên có phần hoảng hốt lắm, cho nên cũng xách đèn pin chạy ra coi có chuyện gì. Thì ra cái người nằm dưới đất kia quả thiệt là chú Năm. Chú đã bất tỉnh hoàn toàn nhưng vẫn còn chút hơi thở. Người ta nhanh chóng lấy xe, Nguyên ôm cả thân người dính đầy bùn đất của chú Năm mà leo lên xe cho người kia chở. Thím Năm đội đi theo, nhưng anh trung giọng nói: "Để con lo cho tí được rồi. Chú ở nhà nhớ đốt nhang của quyền thất tổ xin phù hộ. Tí không phải bình bình thường đâu. Cái chuyện này là có liên quan tới tâm linh đó." Là sao? Bày nói rõ tao nghe coi." "Bây giờ không có nhiều thời gian, chú cứ làm theo con đi. Phải đưa tí đi gấp mới được. Chạy nhanh lên hai, để thôi không kịp nữa. Tí ơi ráng lên nghe tí, con chưa có vợ mà. Tí không được có chuyện gì nghe tí. Tí ơi ráng lên tí ơi." Có bệnh thì giái tứ phương. Thím Năm tuy không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng cũng lật đật vô nhà đốt nhang giái ông bà, giái của quyền thất tổ, phù hộ cho chú Năm được tai qua nạn khỏi. Mấy người hàng xóm cũng ở đó với thím để an ủi động viên. Chú Hai bên nhà lúc nãy có đi đám dỗ chung với chú Năm, nghe tin cũng chạy về coi tình hình ra sao. Chú nói: "Hồi nãy mấy anh em có lai ra vài ly rượu, người hai ba ly thôi chứ cũng không có uống nhiều nữa. Ngồi một lát thì anh nói anh mệt rồi đi về trước. Tôi tính về chung thì anh kêu tôi ở lại chơi với anh ba đi, chứ về hết thì kỳ. Chắc là về tới đây anh ra ngoài đó đi tiểu hay sao mà xíu ngoài đó chứ gì."
Mà có điềm anh hai ơi. Hồi chiều giờ có con chim cú mèo nó kêu lớn lắm. Thằng Nguyên lúc nãy nó tính ra đuổi. Hình sao thấy được ổng ở đó đó. Chứ cứ nghĩ ổng ở đằng đám dỗ không à. Hồi nãy nó dặn tôi gian giái của quyền. Nó nói có liên quan tới tâm linh. Sao mà tôi thấy lo quá. Chú Hai nhớ lại lời đồn có quỷ ở Hàng Cao. Chú e dè nói. Chị Năm à, mấy bữa trước lại có một cây cao bị sét đánh phải không? Dạ đúng rồi. Có gì không anh hai? Tôi nói chị đừng có nói tôi là nói bậy nha. Đầu mùa mưa tới nay có ba cây bị đánh rồi. Mà nhiều người nói là nhìn thấy quỷ ở đó. Nhiều khi là trời đánh quỷ đó. Mà chỉ biết mà ông bà mình nói, quỷ bị trời đánh hụt ba lần là nó mạnh lên đó, khó lòng tiêu diệt được nó lắm. Thằng Nguyên nó nói vậy là có khi nào lúc nãy nó ra nó thấy được cái gì rồi đó. Thiệt tình tôi cũng sợ giống anh vậy nè. Bây giờ làm sao đây anh? Bây giờ chỉ đốt mấy cây nhang, đem ra ngoài Hàng Cao đó khấn đại đi. Nếu mà có người quất mặt quất mài nào hại anh Năm đó, thì để mình cúng tạ, chứ đừng có làm hại ảnh. Rồi chờ anh khỏe khỏe lại coi rồi tính tiếp chị ơi. Nghe lời chú Hai, Thím Năm cũng đốt ba cây nhang, rồi ra đó làm rầm khấn vái, cầu cho chú Năm được qua cơn bạo bệnh lần này. Nhờ kịp thời đưa chú Năm đi lên bệnh viện, nhờ các bác sĩ tận tình cấp cứu mà tạm thời chú qua được cơn nguy kịch. Bác sĩ nói chú bị tai biến, tuy đã qua nguy hiểm nhưng khả năng hồi phục như thế nào còn tùy vào vận may và ý chí của chú nè. Gia đình phải cắt cử người ở kế bên để mà chăm lo cho chú. Ngày hôm sau, Nguyên kể lại việc nhìn thấy con quỷ áo đỏ cho mọi người nghe. Ai nấy đều không khỏi bàng hoàng sửng sốt. Anh nói, bây giờ có bác sĩ chữa bệnh thì chữa, nhưng mà mình cũng phải kiếm thầy coi sao. Con sợ chính con quỷ trên cây cao đó nó làm cho tía ra như vậy đó. Để vô mượn cô ba mày thử. Bả biết chỗ thầy bà nào coi hay hay á thì tao tới coi thử. Mày cứ trong bệnh viện đi, chạy tới chạy lui mà lo cho tía. Lại nói cô ba Nhi nhà ở gần nhà chú Năm, được cái cô không chồng nên rảnh hơn nhiều người lắm. Ngoài việc thích đi buôn chuyện thì đặc biệt còn thích đi coi bói nên biết nhiều ông thầy. Cất nhà, xây miếu, làm hàng trào, bất kể thứ gì cô cũng đi coi lựa ngày tốt. Làm có cái chuồng dịch cô cũng coi. Có bữa lót cái ổ dịch sim mà cũng kêu ông thầy coi cho bằng được. Không biết ông coi làm sao mà kỳ đó dịch ấp bao nhiêu thì túi hết, không nỡ con nào. Cô nài nỉ triết ông thầy cũng chịu tới tận chuồng để coi. Thầy coi xong thở dài, phán một câu xanh rần. Cái con dịch trống này, cái phao câu nó quẹo hơn bà hai quẹo nữa rồi. Hối đạp làm sao mà có trống mà đòi nở. Bà cũng rảnh ghê đó. Mà tính ra tôi cũng rảnh hơn bà. Thay con dịch trống đi là được. Có bao nhiêu đó cũng kêu thầy bà. Gặp ai cũng như bà, chắc mấy người làm thầy như tôi bỏ nghề hết quá. Được Thím Năm kể lại câu chuyện, Nguyên nhìn thấy con quỷ áo đỏ thì cô thở dài, nói bằng cái giọng vừa lo lắng vừa trách cứ. Đó, hồi đó tôi kêu đúng cái Hàng Cao đi rồi, mà cậu mợ mày không có nghe đâu. Bây giờ xảy ra chuyện rồi đó thấy chưa. Tôi biết sớm muộn gì nó cũng hại mợ thôi à. Tôi cũng có nói nhưng mà ổng chần chừ. Nói chứ kỷ niệm của ông nội thằng Nguyên để lại mà, đốn đi cũng đâu có đành. Mà chuyện nó cũng lỡ vậy rồi. Cô biết có ông thầy nào giỏi giỏi chỉ tôi với, để coi coi có phải ổng bị vậy là do con quỷ làm không. Nếu phải thì mình tìm cách cứu ổng. Cô ba hào hứng nói, bị con quỷ làm là chắc rồi còn gì nữa. May mà thằng Nguyên ra kịp, chứ không thôi nó hút hồn cậu Năm mất tiêu rồi. Tôi biết có một ông thầy này giỏi dữ lắm nè.
ổng chuyên gia trị các vong ma vong quỷ hay lắm. Mà có điều là ổng đông khách à, phải hẹn trước, nhiều người còn phải hẹn cả tuần lận đó. Với lại ổng ăn hơi mắc nha. Vậy hả cô? Mắc bao nhiêu cũng được, miễn sao ổng khỏe thôi. Nhưng mà tôi thì muốn làm càng nhanh càng tốt, nếu mà trễ quá thôi mình kiếm thầy khác đi. Cô còn biết thầy nào nữa không? Cô ba móc điện thoại ra rồi nói: cái trường hợp của cậu Năm nó đang cần gấp, để tôi điện nói ông tranh thủ coi cho cậu trước được không? Mà tỷ dụ lỡ như ông có đòi thêm chút đỉnh thì có gì mợ mày. Rồi rồi tôi hiểu mà cô, cái vụ đó tôi lo được. Cô nói giùm tôi một tiếng coi sao. Thì đó, tôi là tôi làm phước thôi, sợ lỡ có gì mất công mợ mày nói tôi này kia. Thôi để tôi điện ông liền nè. Thiếp Năm tự biết cái tính hay khoe của cô ba. Ông thầy kia chắc chắn không bận như cô nói, nhưng cô làm vậy để người khác thấy rằng nhờ cái uy tín của cô. Cô nói giúp một tiếng là ông thầy kia bỏ hết để giúp Thiếp Năm. Thế kệ, miễn sao ông chịu giúp. Dù sao cô ba cũng nhiệt tình, có khen cô tân bốc cô một chút, cho cô nở cái lỗ mũi ra cũng không sao. Cô ba đi ra một góc vắng người, nói chuyện rất là lâu. Lát sau cô hồ hởi khoe: tôi mới nói chuyện với ông rồi đó. Ông kêu chiều qua đi, ông rảnh. Ủa không phải, ông nói là vì là người quen của tôi cho nên ông ưu tiên á. Dạ tôi biết rồi, miễn cô nói một tiếng là sao cũng được mà. Ông mà nói có lấy bao nhiêu không cô ba? Mợ mày cứ đem theo vài triệu đi. Ông không có nói nhiều hết, nhưng mà mình thủ trước vậy mà. Có gì để tôi nói ông lấy rẻ rẻ cho. Giờ tôi về tắm rửa, lát đầu giờ chiều tôi lấy xe qua chở ha. Đầu giờ chiều, cô ba lấy xe chở Thiếp Năm đi tới nhà ông thầy. Đoạn đường không xa lắm, chừng 5-7 cây số thôi, mà đi cả tiếng đồng hồ mới tới. Bị không biết cậu nhớ đường cái kiểu gì mà đi lạc mấy bận, lại thêm một khúc đường đất phải gửi xe ở ngoài lội bộ vô. Vô tới nơi thì cô ba chỉ còn đôi chân đất, bị lúc nãy trượt té đứt hết một chiếc dép rồi. Bực quá cô quăng luôn chiếc còn lại, có giữ lại cũng như không à. Hiện ra trước mặt Thiếp Năm là một ngôi nhà gỗ hết sức bình thường. Trước nhà trồng vài cây kiểng, trong nhà có lót gạch bông, nhìn cũng sạch sẽ tươm tất lắm. Đón tiếp cả hai là một người đàn ông cao lớn, có nước da đen, và đặc biệt là có cái nút ruồi nơi khóe miệng. Cứ hễ ổng nói chuyện là cái nút ruồi cũng sẽ chuyển động theo. Vừa gặp, thầy đã nhìn chằm chằm Thiếp Năm. Hồi lâu lắc đầu nói: chương khi đầy người đó, gia đình sắp có hữu sự, là nam tuổi Tỵ, không nhanh chóng mà giải hạn thì lần này sẽ tới lượt những người khác trong nhà đó. Nghe tới đó, Thiếp Năm xanh hết mặt mày. Thiếp nói ngay: trời ơi thầy hay quá, người tuổi Tỵ là chồng của con đó. Có cách nào giúp chồng con vượt qua kiếp nạn này không thầy? Thầy mời cả hai ngồi xuống bàn rồi mới ung dung hỏi: có phải bên hông nhà nữ có một hàng cao lâu năm, bên cạnh có một cây mương, cây mương đó dẫn ra đầu lộ thì sẽ có một cái cây cổ thụ, có đúng không? Trời ơi, dạ đúng rồi thầy. Thầy hay quá thầy ơi, cái cây cổ thụ đó là cây nhãn đó. Thầy còn nhìn ra được gì nữa không thầy? Có một con nữ quỷ áo đỏ, nó ngủ ở hàng cao đó lâu lắm rồi, bây giờ nó sắp thành tinh. Hình như là nó bị trời đánh hụt đâu 3 lần, nên hiện tại nó rất là mạnh. Nó muốn bắt chồng của nữ, vì nam kia mạng lớn nên chưa bắt được. Nó mà bắt được rồi thì nó còn muốn bắt luôn nam tuổi Mùi nữa. Thiếp Năm càng nghe càng sợ, thiếp nói mà như cầu xin: nhà con xưa nay ăn ở hiền lành, sao tự nhiên lại gặp xui xẻo dữ vậy nè. Xin thầy cứu cho con với thầy ơi,
bao nhiêu tiền con cũng chi, miễn sao là thầy cứu được chồng con của con thôi. Đừng có nói chuyện tiền bạc ở đây. Ta cứu người chẳng qua là để tích đức thôi. Ta sẽ cố hết sức có thể, cô cứ yên tâm đi. Vậy là thầy làm miễn phí luôn hả? Con cảm ơn thầy trước. Trời ơi thầy tốt quá cô bà ơi. Ông thầy trố mắt nhìn Thím Năm, chưa kịp nói gì thì cô ba đã ghé tai nói nhỏ. Thì không nói nói vậy thôi, mợ mày đưa ông một ít đi, để ông nhiệt tình làm việc chứ. Thì cũng tốn tiền giấy mực, bùa giấy vẽ bùa nhang đèn các thứ mà. Vậy hả? Vậy tôi đưa nhiêu giờ? Đưa đại đi, càng nhiều càng chứng tỏ lòng thành, bề trên càng chứng giám cho mình. Thím Năm gật đầu, rồi móc trong túi ra 3 triệu đưa cho thầy. Dạ, thôi cho con gửi ít tấm lòng này để thầy nhang đèn các thứ, xong việc thì con gửi thêm cho thầy. Ông thầy cầm tiền rồi gật đầu nói: tấm lòng của con thì ta xin nhận. Bây giờ về sắm lễ đi, tối nay ta tới cúng cho. Trước tiên là cúng xin nó hưởng lộc rồi bỏ đi, không quấy phá nhà con nữa. Còn nếu mềm mỏng không được thì ta ra tay đánh nó. Phải từ bi trước rồi mới tới bạo lực sao? Dạ, thôi thì trăm sự nhờ thầy, thầy ráng giúp giùm con, con mang ơn thầy nhiều lắm. Bây giờ thầy cần sắm những cái gì để con về con sắm liền? Bây giờ về đi kiếm mua liền 2 con heo quay, 12 con gà luộc, 12 dĩa xôi, 12 chén chè, 5 loại trái cây, mỗi loại một dĩa lớn, giấy tiền vàng mã, áo dây đèn cày. Đó, bao nhiêu đó. Rồi về chuẩn bị một cái bàn tiệc lớn ở giữa sân. Tối nay 7 giờ ta tới. Còn những thứ trừ quỷ thì ta tự sắm sửa. Nè, lá bùa này đem về, nhét dưới gối nằm của Nam Tử Tỵ. Dạ, con cảm ơn thầy. Xin phép thầy con về. Làm xong việc con gửi thầy thêm chút đỉnh. Nghe những món đồ lễ, Thím Năm cũng xót dạ lắm. Nhưng thôi vì chồng vì con, Thím đành bấm bụng mà thực hiện đúng yêu cầu. Dù sao nhà của Thím cũng khá giả, với lại mạng người mới là quý giá. Bỏ ra số tiền đó mà đổi lại được mạng sống cho chú Năm và Nguyên thì rất là đáng mà. 7 giờ tối, ông thầy đã có mặt, bài biện lễ lạc tươm tất, nhang đèn chuẩn bị sẵn đâu đó. Ông thầy mặc đạo bào màu vàng, kiểu của người Tạo, đội mũ nghiêm trang, vô cùng uy nghi. Trước tiên thầy đốt 3 cây nhang, cắm vào lư hương. Sau đó dùng kiếm gỗ đào múa may quay cuộn các kiểu, miệng đọc thầm những cái câu gì đó khó hiểu lắm. Bà con ở gần đó cũng tò mò mà tới coi cảnh thầy cúng trừ tà. Thầy đốt một lá bùa vàng thải lên không trung, cho nó từ từ rơi xuống. Tay dùng kiếm chỉ vào lá bùa, vừa chỉ vừa đọc chú cho tới khi nó rơi xuống đất cháy rụi đi. Tiếp theo thầy chắp hai tay, trỏ kiếm lên trời, nhắm mắt mà đọc chú bằng thứ ngôn ngữ gì đó lạ lắm. Một bà thím thắc mắc: ủa, ông thầy ông đọc cái gì vậy ha? Cô bà đứng gần nó giải thích: tại mấy bà lần đầu thấy, mấy bà không biết đâu. Tôi thấy hoài tôi biết nè. Ông đang khấn bằng tiếng người âm đó, phải cao siêu lắm mới khấn được tiếng âm à. Mèn ơi, đó giờ có thấy người ta cúng trừ tà nào đâu biết, mà bà nghe được tiếng âm luôn á ha. Trời ơi, nghe được chứ sao không, kinh nghiệm đi coi bói mấy chục năm mà. Vậy ông khấn cái gì vậy? Bà dịch lại tôi nghe coi, thắc mắc quá chừng. Tôi nghe thì nghe được vậy thôi, chứ có hiểu đâu dịch. Muốn biết á, lát hỏi ổng chứ tôi có biết gì đâu. Biết ổng khấn tiếng âm là được rồi. Tôi có kinh nghiệm đi coi bói, chứ tôi đâu phải thầy bà. Bà cũng rảnh dữ ha, tưởng bà hiểu, ai dè cũng y rang tôi. Mà bà nói bà hay đi coi bói, có coi coi chừng nào có chồng không bà ba? Có. Hồi 18 thầy nói tới 25.
25 chưa có, đi coi lại thầy nói 30. Cứ kỳ hạn 5 năm coi lại một lần. Giờ năm mấy rồi mà vẫn chưa có. Thầy phán 70 mới có. 70 mận ăn mẹ gì nữa. Tính vô chùa tu cho rồi bà ơi. Rồi bà tu được không mà tu? Thầy kể tôi. Im đi. Nhồi nhồi lát ổng la bây giờ nè. Đọc tới gần 15 phút mà vẫn chưa thấy hiện tượng gì. Những tiếng lớp bóp bắt đầu vang lên. Thầy tưởng người ta bổ tai khen, cho nên khẽ nở nụ cười, rồi hé mắt ra nhìn. Nhưng mà sự thật không như thầy nghĩ. Chẳng qua là mũi cắn quá nên người ta đập mà thôi. Trên ngọn cây nhãn, một nhân ảnh mặc áo dài đỏ gãi đầu nhìn ông thầy. Cô đăm chiêu nói: mướn đâu ra thằng cha thầy pháp đọc khấn tiếng của cái giống loài nào mà nghe không có hiểu cái gì hết trơn vậy cả. Đọc cái gì đọc lẹ lẹ đi, để tao còn xuống ăn rồi ngủ chứ. Hơi đâu chợ tụi bay hoài. Ủa, mà phải cúng cho mình không vậy cả? Lỡ xà xuống cái không phải quê chết mẹ luôn. Lúc đó ông thầy mới đọc thành tiếng: mời ông bà cô bác khuất mặt khuất mày xuống đây hưởng lộc, xin nhận lòng thành của gia chủ, mà đừng quấy phá gia chủ nữa. Con quỷ áo đỏ cười khúc khích. Nói tiếng Việt vậy cho dễ hiểu không? Ủa rồi từ nãy giờ nó đọc cái giống gì? Làm vậy đặng chi ta? Mất thời gian thiệt chứ. Ông thầy quay qua quay lại nói với Nguyên và Thiếu Năm: nè hai người lại đi, lại cho thật thành tâm. Vừa lại vừa khấn thầm trong bụng, xin người ta tha cho. Nữ quỷ áo đỏ trên cây lại nhíu mày nói: khấn ra miệng còn chưa nghe rõ nữa, kêu khấn trong bụng sao nghe được? Thằng này chắc bị khùng. Mà khoan, dừng lại 2 giây coi. Ông bà quốc mặt quốc mày hả? Vòng vòng đây có mình ên mình à? Vậy chắc nó kêu mình rồi. Tính ra cái nhà này cũng biết điều ghê đó. Thôi xuống hưởng. Rồi cô cười lên hí hí, bột bay xuống ngay bàn lễ với bộ áo dài đỏ trực cùng với mái tóc bồng bềnh. Giây phút cô chạm vào bàn lễ, tất cả mọi người đồng thanh la lên một tiếng: có quỷ! Rồi bỏ chạy hết về nhà. Thiếp Nằm với Nguyên cũng đang quỳ lại, nhìn thấy cô ta thì bật ngửa ra rồi ôm nhau cứng ngắc. Ông thầy chụp nhanh chén muối gạo thải hết về phía con nữ quỷ. Muối gạo trúng thân thể của nó kêu lên xèo xèo, nhưng không xi nhê gì hết. Những cái chỗ bỏng rát rất nhanh chóng lành lại. Nữ quỷ vẫn còn trơ ra nhìn ông thầy, định chất vấn thì tiếng cô bà hô lớn: nước tiểu đồng tử, chết mày nè con! Ào một tiếng, cái thau nước tiểu chừng 4-5 lít do Nguyên cất công đi xin từ chiều tới giờ dội hết lên người ông thầy, bốc lên cái mùi khai ngấy. Ông ta la lên oai oái: ê trời ơi, bà tạc nó không tạc, tạc tôi như vậy, khai chết tôi rồi. Xui thôi, tại nó né chứ bộ. Không sao còn nữa, quyết cẩu hát mau. Chết tôi rồi, kiểu này là khổ đi đầu thai luôn, bà trả thù cá nhân phải không? Tưởng làm sao, cái thao máu chó mực được cô ba đặt cho cái tên nghe rất là mỹ miều, nhưng một lần nữa lại tạc trúng người ông thầy, khiến cho ông ta la lên ngoài oán. Thế nhưng mặc kệ ông ta phản ứng ra sao, cô ba ngơ ngác nhìn con quỷ vẫn trơ trơ ra đó. Cô thốt lên: chết cha, hết đồ chơi rồi. Ta tam thập lục kế, ta tẩu vi thượng sách, tôi dòng trước à, ông bảo trọng ha. Nói rồi cô quăng luôn cái thao nhôm trúng đầu ông thầy, kêu lên cái bon rồi bỏ chạy một mạch về nhà. Ông thầy tay ôm đầu, tay chỉ về phía cô ba mà tức giận nói: bà về đốt nhang cầu cho tôi chết đi nha, chứ tụi mà sống qua đêm nay đó là bà tới công chuyện với tôi. Thế rồi ông ta nhặt cây kiếm đạo lên, đứng chắn trước mặt Thiếp Năm và Nguyên. Ông ta nói: hai người vô đóng cửa lại đi, để tôi trị con quỷ này. Vậy còn thầy thì sao? Yên tâm, đừng lo cho tôi. Dính Nguyên thao nước tiểu với máu cho mực vậy, bà nội con quỷ nó cũng không dám động vô người tôi nữa. Chạy vô nhà lẹ đi.
Nghe ông nói vậy, cả hai cũng yên tâm mà chạy vô nhà. Còn lại mình ông, ông cầm kiếm bằng hai tay nhưng không giữ yên được vì đôi tay đang trung lên từng hồi. Mà không phải chỉ có đôi tay, toàn thân ông ta đều run rẩy. Con quỷ thấy vậy thì cười trêu chọc. Sợ hả? Sợ gì mà run dữ à? Mạnh miệng dữ lắm mà. Cầm kiếm tính mận gì tao? Mận coi chơi. Sợ cái con khỉ khô. Lạnh thấy mẹ chứ sợ gì mà sợ. Nhìn ta đây. Nói xong, ông ta ném mạnh cái kiếm gỗ đào về phía nữ quỷ, nhanh chóng chạy tới bàn lễ, hốt mớ bùa ném liên tiếp về phía nó. Nhân lúc con quỷ tránh né, ông ta ôm một con heo quay chạy tọt ra xe, nổ máy chạy một mạch về nhà. Con quỷ nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán. Cầu xin cũng không xong, đánh quỷ cũng không xong. Kỳ này coi như là đắc tội lớn với nó rồi. Nguyên vội vàng lấy điện thoại gọi điện cho người anh họ đang ở trong bệnh viện với chú Năm, hỏi xem chú có sao hay không. Nhưng người kia nói chú vẫn bình thường, không có cái gì lạ hết, nên anh cũng yên tâm phần nào. Sự việc đêm đó qua đi, lại một tuần nữa trôi qua, nhưng mà vẫn không có hiện tượng tâm linh nào khác xảy ra. Bác sĩ nói bệnh của chú Năm đã có chuyển biến tốt hơn, chú có thể mở mắt nhìn mọi người, có thể đút được cho chú vài ba muỗng sữa, các ngón tay có thể tự co bóp nhẹ được. Nhìn thấy mọi người, chú mở miệng muốn nói chuyện, nhưng có lẽ lưỡi chú còn đơn, xương hàm còn cứng, nên chỉ ú ớ chứ không nói thành câu được. Thấy vậy, Nguyên cũng không còn đi tìm thầy bà để coi làm cái gì. Còn về phần ông thầy thì nghe đâu bị quật cho liệt hai chân, không nói chuyện được, hiện đang phải ngồi xe lăn. Mọi chuyện không có gì cho tới một đêm. Đó là đêm tân hôn của vợ chồng Dũng và Linh. Cả hai đều là con của nhà có cô ăn cô để. Đám cưới được chú Út, ba của Dũng, tổ chức linh đình nhất từ trước tới nay. Nếu như nhà chú Út có đất ruộng cò bay thẳng cánh, thì bên nhà gái có tới mấy cái kho phân lớn ở mấy huyện lân cận. Hôm đám cưới, cô dâu đeo rất là nhiều vàng, của hồi môn mấy tỷ bạc, ai nhìn cũng phải trầm trồ. Đêm tân hôn, chừng hơn 12 giờ, Dũng vội vã đập cửa phòng của chú Út. Chú mở cửa ra, nhìn thằng con trai mới cưới vợ, quần áo xộc xệch, thì lên tiếng ghẹo. Sao? Nửa đêm không ở bển với vợ đi, hoặc kiếm tàu chị. Tính kiều tàu chỉ cho dài chiêu hay gì? Đáp lại lời trêu đùa đó là giọng nói có phần hốt hoảng của Dũng. Vợ con nói bắt đi vệ sinh, mà đi cả tiếng rồi chưa thấy vô nữa. Con ra đằng sau cũng có, cửa nhà thì mở tang quan, cổng cũng mở nữa, không biết nó đi đâu rồi nữa. Cái gì? Nó có đem theo điện thoại không? Dạ không, đi vệ sinh mà đem điện thoại chi đâu. Giờ sao đây ba? Để con gọi về bên vợ hỏi thử coi sao. Thím Út nghe vậy thì cất tiếng cản lại. Em mày từ từ coi, chưa gì quýnh hết lên rồi, bây giờ chia nhau ra mà đi kiếm nó. Điện về bển anh chị xui lo lắng thêm chứ có gì. Nó mới về đây, lạ nước lạ cái, có quen biết ai đâu mà đi đâu được. Trời ơi, nó đeo vàng đầy người đó, đi đêm đi hôm kiểu này, lỡ gặp bọn ác nó làm liều thì mệt. Đi, đi kiếm nó nhanh lên. Vậy là cả ba người chia nhau ra đi tìm. Chú Thím Út đi một hướng, Dũng đi một hướng. Lát sau có tiếng Dũng la lên thất thanh, làm cho cả xóm giật mình thức giấc, chó sủa lên inh ỏi. Chú Thím Út tuy nghe không rõ anh nói cái gì, nhưng cũng chạy ngược lại. Hàng xóm bị đánh động cũng mở cửa chạy ra coi. Và trước mắt họ là một cảnh tượng vô cùng đau lòng. Linh trong bộ váy ngủ màu đỏ đang treo toàn ten trên nhánh cây nhãn. Dũng quỳ mọp dưới đất, ôm đầu mà khóc nức nở kêu tên vợ. Mới sáng nay, vợ chồng còn hạnh phúc tay trong tay tới từng bàn tiệc chào hỏi bà con mà, vậy mà bây giờ đã sinh ly tử biệt, hỏi ai không đau lòng được chứ. Đáng nói hơn là Dũng và Linh tự tìm hiểu, yêu nhau,
rồi xin gia đình cho kết hôn, chứ không có ai ép uổng gì hết. Vậy mà không hiểu sao Linh lại tự tử ngay đêm tân hôn như thế. Hỏi Dũng thì anh chỉ lắc đầu, tức tưởi mà nói: "Phải chị hai đứa có cãi giả, hay là cô ấy giận cái gì con á, mà nghĩ quẩn thì con không nói. Đằng này không có gì hết. Tự nhiên cậu nói mất đi vệ sinh, con đòi đi chung thì cậu không chịu, còn nháy mắt kêu con nằm yên chờ chút xíu, cậu vô liền. Rồi chờ lâu quá con ngủ gục không hay. Tính lại thì không thấy cậu đâu nữa. Thấy cửa nhà cửa cổng mở ra, con mới chạy vô kêu ba má đi kiếm, thì phát hiện ra cậu ở đây rồi." Không ai có thể lý giải được lý do đằng sau cái chết của Linh. Một cô gái nhìn số vàng cưới vẫn còn đeo trên người Linh mà lắc đầu nói: "Trời ơi, nhìn vàng cưới thấy phát ham à. Có chuyện gì cũng ráng sống mà hưởng hết chứ. Chết chị uổng gì trời. Thí dụ thằng chồng khốn nạn thì bỏ nó, lấy vàng cưới chồng mới, chứ ngu gì mà chết nhỉ, không biết nữa." "Nè, người chết cũng chết rồi, mày nói vậy chi cho mang tội vậy. Nhiều khi mình không có ở trong hoàn cảnh của người ta, làm sao mà hiểu được. Tội còn nhỏ quá chừng, mới hồi sáng còn vui vẻ đó, giờ ra ma rồi. Đời đúng là vô thường quá." Cô ba cũng có mặt ở đó, cô chen vô, nói như một thám tử vậy: "Không phải đâu anh Tư ơi, con nhỏ này giàu, đẹp, lấy được người nó thương nữa. Bên chồng cũng đàng hoàng, đâu có lý do gì mà tự tử chết. Anh nói phải không? Mà anh thử nghĩ đi, bao nhiêu cách chết, tại sao nó lại chọn treo cổ? Mà treo đâu không treo, sao lại lợi cái nhãn này treo chứ?" "Ừ, tại cây nhãn nó bự." "Vòng vòng đây thiếu gì cây bự. Nó mới về làm dâu, làm gì biết tới cây nhãn này. Trước nhà anh Út ở đẳng cũng có cây si chà bá đó, mắc gì không treo cổ ngay nhà, lợi đằng đây treo gì." "Ừ, vậy ý chị là..." "Tôi biết là anh nghĩ gì rồi, tôi cũng nghĩ vậy đó. Mà thôi đừng có đồn bậy bạ nơi. Chuyện nhà người ta để người ta tự tìm hiểu đi. Mình bàn tán tầm bậy, mắc công người ta chửi chết luôn." Vậy là cái rạp cưới nhà chú Út chưa kịp tháo dỡ thì nay để nguyên ở đó mà làm rạp đám tang cho Linh. Chỉ khác một điều là những tấm vải hoa, những bông ba lồng đèn đều được tháo xuống, thay vào đó là cái trống chầu lạnh tanh được treo lên. Cứ mỗi lần trống đánh ra thì lại vang lên những tiếng hết sức bi thương não ruột. Càng bi thương đau khổ hơn khi trông thấy Dũng và người nhà của Linh khóc tới nỗi hết người này xỉu phải đưa đi bệnh viện, lại tới người kia xỉu. Cái đám tang buồn bã thì lại càng lộn xộn đủ thứ hơn. Rồi đám tang cũng qua đi, người ta lại có chuyện đồn cho nhau nghe rằng chính con quỷ áo đỏ ở cây nhãn đã dẫn dụ cho Linh tới đó mà treo cổ, bắt hồn cô đi. Nguyên nhân thì được bộ não tài ba của cô Ba Nhi suy luận như sau: "Theo kinh nghiệm mà đi coi bói của tôi đó em, thì trường hợp này nó có nhiều lý do, nhưng mà có hai khả năng cao nhất. Một là cái con quỷ áo đỏ nó ganh tị tại vì con Linh đẹp giàu, rồi cũng lấy được chồng giàu, hạnh phúc quá trời mà." "Ủa, liên quan gì tới con quỷ mà nó phải bắt chứ?" "Tại bà không biết thôi. Có thể là hồi xưa con quỷ đó nó chết trong tức tưởi, kiểu như nghèo hoặc là bị chồng bội bạc á. Đại loại là khi còn sống nó không có được hạnh phúc, rồi cái chết nó mang chấp niệm, ganh tị với những người hạnh phúc. Như người thường mình á thì mình ngưỡng mộ thôi đúng không? Con quỷ nó chỉ ganh tị chứ đâu có ngưỡng mộ được." Nghe có vẻ hợp lý, mọi người gật gù tán thành. Cô Ba được nước nói tiếp: "Còn cái trường hợp thứ hai nó mới ghê. Tôi mà nói ra là mấy bà ấn liền nè. Nó không có ganh tị bởi nhan sắc hay tài sản, mà đơn giản là vì nó ghen." "Ghen gì bà nội? Thằng Dũng liên quan gì ghen? Phải chi con quỷ là ghệ cũ thằng Dũng á, thì bà nói nó ghen còn hợp lý." "Vậy là bà không biết nữa rồi. Tôi thí dụ nè,
đổi lại bà đi. Bà thích một thằng nào đó, tình đơn phương thôi. Mà cái thằng đó đi lấy vợ, bà có ghen với con nhỏ vợ nó không? Người kia gãi đầu. Không biết à, tại nào giờ đâu có thương ai. 18 tuổi bà già kêu gả chồng cái lấy vậy thôi à. Cưới về biết yêu đương gì đâu. Mới có bầu thì chồng chết rồi, ở vậy nuôi con tới giờ mấy chục năm. Ây, mệt bà quá mà ơi. Như tôi biết nè, có thương ai á mới để trong bụng à. Chưa kịp nói ra thì người đó đi lấy vợ rồi. Tôi ghen, tôi tức chứ. Mà đâu làm gì được. Con quỷ thì nó khác nha. Để tôi thí dụ cho coi nè. Thằng Nguyên nó dính duyên âm với con quỷ đó, bởi vậy tới giờ nó chưa có vợ, mà cũng không có quen ai. Mà được cái con quỷ đó nó khoái thằng Dũng, vậy mà thằng Dũng cưới vợ. Con quỷ nó ghen, nó cố tình giết vợ thằng Dũng. Đó là lý do tại sao mà con Linh tới chỗ cây nhãn nó treo cổ. Mấy bà thấy tôi nói có phải không? Tự nhiên bà nói cái khai sáng tôi liền. Vậy mà sao tôi không nghĩ ra ta? Cũng có khả năng lắm á. Đó, mà chưa đâu. Nếu thiệt vậy á thì mai mốt nó còn rắc rối dài dài. Nó để ý thằng đàn ông hoặc là thanh niên nào trong xóm là coi như mệt luôn. Thằng đó là không có cưới được vợ như thằng Nguyên, mà có cưới được thì con quỷ cũng tìm cách hại chết giống như con Linh vậy thôi. Đó, đã thấy mệt chưa? Mệt hơn là nó khoái chồng ta nữa. Ví dụ nó khoái chồng bà đi, cho bà làm sao? Cô bà bất ngờ hỏi dì Chính. Dì ngơ ngác ậm ừ. Cái gì mà nói gì xui vậy bà nội? Thích thì nói một tiếng tôi nhượng cho, chứ không thôi nó giết tôi sao bà nội? Mô Phật à. Thích ai thích, chứ đừng thích chồng tôi, trời ơi. Mệt bà quá. Thí dụ vậy thôi, chứ chồng bà già chát già nhách rồi, quỷ nào thèm. Thích thì nói thích trai đẹp, chứ thích chồng bà chi. Ông Chính cho tôi còn không thèm, nói gì quỷ. Kệ tôi, chồng tôi quý. Bà mà nói bà khoái chồng tôi thử coi, coi tới công chuyện không biết à. Trời ơi, quý quá ha. Nè, nói có sách mách có chứng. Con mắt bị thằng Chả quánh cho chưa hết bầm nè. Chắc lăn mấy chục cái hột gà rồi phải không? Tôi thả giá chứ không có lấy thứ vũ phụ đó về làm chi. Ông quánh bà mấy chục năm nay rồi, chịu khổ như vậy, bà còn chưa ngán hả? Dì Chính chống nạnh, kênh xà mậu lịch. Nè, chuyện vợ chồng tôi cậy mẹ tôi nha. Ai mượn bà nói vậy? Thà tôi bị quánh thì có lúc khổ cũng có lúc sướng. Mà chắc bà không biết sướng ra làm sao đâu ha. Cái thứ như bà sống hơn nửa đời người rồi, chưa có một ông nào dám cưới. Chắc tại nhiều chuyện quá bị nghiệp quật, ế móc ế mèo tới vợ chứ gì. Không có chồng mà bày đặt chơi chồng người ta. Thế rồi hai bà không ai chịu nhường ai, mỗi người một câu mà cãi nhau rùm beng. Những người khác thấy vậy thì lôi ra, kéo hai bà ai về nhà nấy. Cuộc nhiều chuyện hôm đó tạm ngừng, nào làm quệ rồi tám tiếp. Vậy đó, cãi nhau chí chóe, chứ dài hôm lại chị em như tụi con nít thôi. Tưởng đâu những lời nói của cô ba chỉ là phỏng đoán thôi. Cho tới mấy ngày sau, như mỗi sáng khác, cô ba Nhi đang ngồi nói chuyện ở quán nước nhà dì Tám thì chị Tiền đi tới, vẻ mặt hết sức ủ rũ. Mọi người ai cũng thấy ngạc nhiên, vì đó giờ chưa bao giờ chị tới quán nước của dì Tám đâu. Tại vì cơ bản chị không thích đi nhiều chuyện. Thấy chị, dì Tám mới cười hỏi. Này tới kiếm Tám có gì không con? Sao mới sáng sớm nhìn mặt mày bê rầu quá vậy? Bộ thằng Vàng nó ăn hiếp bay hay gì? Có gì ngồi xuống nói Tám nghe coi. Chị chào hỏi tất cả mọi người, rồi kéo ghế ngồi xuống, thở dài nói. Con rầu hết sức à? Cả đêm không có ngủ được cái Tám. Sao tự nhiên bao nhiêu người nó không chọn mà nhắm trúng cho chồng con vậy không biết nữa. Trong khi ai cũng còn nghi vấn cái vụ này thì cô ba trổ ngay cái tài thần cơ diệu toán. Cô nói, rồi, tao biết cái gì rồi. Nó ngoại tình phải không? Đứa nào mày nói đi, cô ba đi quánh ghen cho mày.
trên đời này tao ghét nhất cái loại vật chồng người ta đó nha. Ai, đứa nào nhả đâu, nổ địa chỉ ra, tao chở mày tới liền. Dạ, gần đây thôi à cô, ở trong xóm mình luôn nè. Trời ơi, đứa nào gan vậy? Nói, tao thề tao không chơi khô máu với nó, đòi lại công bằng cho mày. Mày đừng kêu tao cô ba Nhi nữa, kêu tao cô ba nổ đi. Chị Tiền cúi mặt thở dài. Dạ, cái con quỷ ở cây nhãn nhà chú Năm á cô, cô quánh nó giùm con được không? Cô ba trố mắt, cố gắng nhoẻn miệng cười. Thôi mày mốt mày kêu tao ba nổ đi cũng được nữa. Nghe tới đó là hết máu, không còn máu đầu khô. Mà sao vụ gì nói cô nghe coi. Hồi đêm hôm á, vợ chồng đang ngủ, tự nhiên anh Vàng anh chui ra khỏi mùng à. Anh lén lén nhẹ nhẹ sợ con thức vậy đó. Con có linh cảm không tốt cho nên lén rình đi theo. Ai dè đâu ông mở cửa nhẹ nhẹ rồi đi ra lộ, đi một mạch tới cây nhãn nhà chú Năm á. Ông ngồi dưới góc á, cười cười nói mình ên cả buổi trời. Trời ơi, thiệt hả mày? Mày có thấy con quỷ áo đỏ không? Dạ không, con nhìn kỹ lắm mà không thấy. Rồi sao nữa? Mày có kêu nó gì không? Con tính kêu rồi mà không dám, tại sợ con xuất hiện á, lỡ con quỷ nó giận nó bắt hồn anh luôn thì mệt. Vậy đó, anh ngồi nói chuyện một buổi trời rồi tự động đi về. Vô nhà không thèm đóng cửa, chui vô mùng ngủ lại y hệt như không có chuyện gì xảy ra vậy trơn. Xong rồi sáng con hỏi, anh không có nhớ gì trơn, chỉ nói là đêm hôm chim bao thấy đi đâu đó với con nhỏ nào lạ quắc, mặc đồ đỏ. Con sợ quá mới tới hỏi ý kiến mấy cô mấy dì nè, coi có cách nào giúp anh không. Thấy chưa, tao nói đâu có sai. Vậy là cái con quỷ này nó mê đàn ông nha. Nó giết con Linh là tại nó ghen. Mà tính ra nó cũng mê trai giữ thằng Ôn đó. Hết thằng Nguyên rồi tới thằng Dũng, bây giờ thằng Vàng nữa. Người ta có vợ rồi mà nó cũng không tha. Chị Tiền nắm tay cô ba, nói mà như muốn khóc. Bây giờ làm sao đây cô ba? Có khi nào nó bắt anh đi luôn không cô? Trời ơi, anh mà chết, mẹ con sống sao đây? Bay bình tĩnh coi, đừng có rối. Cái giờ tao sợ nó ghen với bay là hại bay thôi hả? Bay thấy nó hại con Linh chưa? Dì Tám nói chèn vô. Nè, con nhỏ đang sợ, chị ba đừng có hù nó. Bà quen ông thầy ông bà nào đó, để kiếm ai giúp đỡ nó đi. Chứ không lẽ không ai đủ khả năng trục con quỷ đó sao? Trời ơi, sao cái vụ bữa hổm á, tới giờ mấy ông thầy nghe tới con quỷ nhà ông Năm chạy 80 cây số luôn, không có dám quay đầu nhìn một cái nữa. Tôi cũng thử kiếm rồi mà không có ông nào dám nhận hết. Nhất là nghe cái vụ trời đánh 3 lần không chết, mấy ông dội ngược cái tráo trội à. Chị Tiền miếu máu. Có cách nào giúp con không cô ba? Dì Tám ơi, chứ bây giờ con rối quá trời rối, tự nhiên sao mà xui dữ vậy không biết nữa. Vậy đi, giờ bay cứ bình tĩnh, theo dõi ít bữa nữa coi sao. Cô ba ráng hỏi coi còn ông thầy nào đây hay á thì mời về thử. Chứ mà thiệt sự cô cũng muốn giúp bay lắm, nhưng mà nó không còn cách con à. Đừng có nói cho thằng Vàng nó nghe, mất công nó lại sợ. Hó hé cái gì đó ra, con quỷ nghe được, có khi nó hại bay nữa khổ thêm. Dạ, con nghe lời cô, ráng giúp con nghe cô ba. Yên tâm đi, để cô ba ráng. Ở bên xóm bên này, Thím Tư chống nạnh nhìn đám cỏ trước sân mà lắc đầu nói. Cha Tư đâu rồi? Có cái đám cỏ ngoài sân à, kêu ông xịt thuốc cho nó chết mà ông cứ dây dưa hoài. Đợi nó cao hút đầu rồi mới xịt hay gì? Dòng thứ trời mưa vậy, mấy hồi đâu nó thành cái đám rừng cho coi. Chú Tư bất lực nói. Tôi mới xịt hồi đầu tuần trước chứ đâu, mà không biết sao nó lại không chết nữa. Lỗi do nó không chịu chết, chứ không phải là tôi không xịt à. Ông xịt phân hay xịt thuốc mà mắc gì nó không chết, mà còn tốt hơn nữa vậy.
Nè, tôi già chứ đâu có lẫn đâu mà lấy phân xịt cho nó. Thằng Phú bên giàm nó bán cho tôi đó. Nó nói thuốc đó hay lắm, xịt buổi sáng là chiều cỏ chết quéo rồi. Có vẻ đâu tới bữa nay nó y thịnh, còn tốt hơn nữa. Mới dặn thằng Toàn lên chợ mua giùm chai thuốc khác nè, chịu tôi xịt liền. Để thôi bà cằn nhằn hoài à. Anh Toàn ngoài cổng đi vô, anh cười nói: "Ủa chú, chú mua thuốc cỏ của thằng Phú á, đang xịt mới cỏ này đó hả?" "Ờ, tao mua của nó đó. Nó nói xịt hay lắm." Anh Toàn đưa chai thuốc mới mua cho chú Tư. Anh nói tiếp: "Thuốc con mua giùm chú nè. Thuốc này xịt mới chết cỏ được. Còn thuốc của thằng Phú bán cho chú á, không có xịt được đâu. Thuốc đó phải xài đúng cách thì cỏ mới chết." "Mày nói sao? Chứ thuốc mới pha vô bình thì xịt thôi chứ, còn cách nào nữa mày?" "Đây nè, để con chỉ cho. Xài vậy nó mới hiệu quả." Chú Tư ráng lóng tay lên nghe. Anh Toàn bộ mặt nghiêm túc nói: "Chú lấy một cái thùng bự bự á, rồi cái đổ 5 lít nước vô trước. Đúng 5 lít mới được nha. Xong rồi chú đổ vô đó thêm nửa chai thuốc, quậy đều lên. Cái bắt đầu khuấy, vừa khuấy vừa đổ thêm 5 lít nước nữa. Chú canh lúc sáng sớm ha, lúc mà mặt trời còn chưa nhú đó. Chú đem cái thùng đó ra giữa sân. Cái bắt đầu chú nhổ từng bụi cỏ nhúng vô cái thùng. Nhúng một bụi chừng 3 giây thôi, rồi mới lấy ra đem bụi cỏ đi dục. Đó, cứ như vậy là đảm bảo không còn một bụi cỏ nào sống nổi hết trơn." Công phu dữ ha mày. Mà phải nhúng đúng 3 giây thôi hả? Nhúng ít hoặc là nhiều hơn 3 giây có làm sao không?" Anh Toàn chưa kịp trả lời, chú giật mình nói: "Ủa, mà tính ra nhổ từng bụi đem dục cho rồi thì nó cũng chết bà nó rồi. Mắc gì nhúng vô thùng thuốc làm chi? Thôi ở cái thằng tàu lau nữa rồi. Còn chỉ tao pha thuốc, cho mắc gì làm lúc mặt trời chưa lên. Thì làm sớm cho nó khỏe, mặt trời lên nắng nóng mệt chứ sao." "Chọc chú chơi thôi. Chơi thằng Phú nó bán phần thuốc giả cho người ta tùm lum, mới bị bắt qua rồi. Thuốc chú mua chắc cũng thuốc giả xịt cỏ, nó không chết phải rồi." "Trời ơi, sao cuộc đời tao là toàn bị gạt không vậy cả. Hồi Tết bị thằng bán chổi lông gà bán cho cây chổi 6 tháng, làm sáng ngồi tháo thấy bà luôn. Bây giờ thằng này nó gạt bán thuốc giả nữa. Ủa bà có gạt tôi gì không? Nói ra luôn cho tôi sốc một lần thôi, chứ lâu lâu sốc một lần nó mệt mỏi quá." "Chưa, nhưng mà còn lén đi đá gà nữa, tôi gạt tên ông ra khỏi hộ khẩu nhà này đó." "Mệt bà quá, chuyện lâu rồi nhắc lại hoài. Tại bữa đó tôi lên huyện mà tiệm của cha Hai Nghĩa đóng cửa, tôi mới về mua của thằng Phú đó chứ. Chú nói chú Hai Nghĩa còn mới nhớ. Ông mới mở cửa bán lại bữa nay nè. Mà nhìn gầy gò xanh xao lắm, tội nghiệp lắm chú ơi." "Ông bị gì?" "Thì bữa gả con gái mà không biết sao tự nhiên nó treo cổ chết ngay trong đêm tân hôn. Hỏi ra thì không có mâu thuẫn cự cãi gì trơn. Dân bên đó đồn là có quỷ, nó thích thằng Dũng chồng con Linh. Mà thằng Dũng cưới vợ nên nó cố tình nó hại con Linh. Rồi con Linh nó buồn làm sao đó, mà đêm nào cũng về báo mộng. Nó nhìn chú Hai nó khóc chứ không có nói gì trơn. Ông buồn quá đóng cửa, nghỉ bán 10 ngày nay rồi. Bữa nay mới khỏe khỏe ráng mở cửa bán lại cho bà con nữa chứ." "Cái gì ghê vậy mày? Mà mày coi giúp được gì cho ổng giúp đi, chứ để tội nghiệp ổng quá chừng. Nghe mà nó đau lòng giùm luôn đó mày." "Thì chú cũng nhờ con giúp nè. Để mời con qua bên nhà chồng con Linh á, coi thật hư ra sao. Nếu mà đúng là có quỷ thì đánh nó luôn chứ. Nghe đầu hổng trại nó hành bà con ghê gớm lắm, mà không có ông thầy nào trị được hết. Thôi con về nghe chú thím, chuẩn bị bùa chú đồ để mời cùng đi. Chứ đoán chừng con quỷ này cũng mạnh á, trời đánh 3 lần không chết á." Anh Toàn ra về, đi tới nhà thằng Chết, thấy nó đang lùi cùi cắt dán cái gì đó. Xung quanh có 3-4 đứa nhỏ bu quanh. Anh cười hỏi:
Mày làm vậy chứ? Dụ tụi con nít hả? Trời ơi, nghĩ gì mà con dụ con nít? Tụi nó dụ con thì có, ba bốn đứa dụ con làm đèn lồng cho chơi Trung Thu nè. Mà thấy lồng đèn con làm đẹp không? Vừa nói nó vừa đưa cái lồng đèn mới làm lên mà khoe. Anh Toàn ồ lên một tiếng. Chà, đẹp thấy ớn luôn ha. Bán không? Bán tao đi. Chị chú, chú mua ai chơi? Thằng Tướng Anh nó lố tuổi rồi nha. Nhỏ con chú thì nhỏ xíu à. Nè nè, nói thiệt đi, đi tọ te tú tí rồi có con chơi bên ở ngoài phải không? Mua lồng đèn cho con riêng của chú vậy. Bữa mày thấy thím mày quýnh võ đẹp không? Mày nhắm tao chịu nổi mấy cú đó không? Mày dám làm bậy bên ngoài mày. Ừ, chú mua làm gì? Khoái thì con làm tặng cho, chứ không để con bán cho chú. Ờ không có. Nói nạo ngay tao tính mua đang dục bỏ, chứ nhìn nó thấy gớm quá. Cho tụi nhỏ chơi tội nghiệp nó. Chú nữa, xấu mà tụi nó khoái. Ủa mà nay qua kiếm con có gì không? Chất, đi bắt quỷ không? Hả? Không nói Tết mới bắt quỷ. Sợ gì vợ lo trồng núm bán núm gì mà. Tao nói Tết mà có nói Tết nào đâu. Bộ Trung Thu không phải Tết hả mày? Trời ơi, xét về cái độ lương lẹo còn thua chú. Nói chứ được cái bán núm nó ế y chang mày, cho nên đi bắt mai cho đỡ buồn. Sao, đi không? Mà ở đâu, chừng nào? Mời, cũng gần à, bên Dị Thủy nè. Trời ơi, qua đó mà chú kêu gần hả? Đây qua đó cũng bằng đó qua đây thôi, xa xôi gì đâu. Đi làm phước chứ không có kêu là. Chuẩn bị đồ đi, sáng mai đi sớm. Rồi rồi, không kêu thì không kêu. Ủa mà thầy Sinh có đi không chú? Không, ông bận nhà quay tốp tốp rồi. Từ sau cái vụ tiều phu bắt quỷ đó, ông thành idol tốp tốp rồi luôn rồi đó. Video nào cũng kiếm cả triệu view, ghê chưa? Thôi kệ, niềm vui tuổi già của ông mà. Nghĩ thầy cũng đâu có còn bao lâu nữa, cho thầy vui được ngày nào hay ngày đó đi. Thế anh Toàn trừng mắt lên, nó liền xua tay. Không không, ý con là trẻ không chơi già đấu đốn á. Ủa mà cũng không phải nữa, ý con là thấy thầy vui vẻ vậy con mừng thôi. Mà thôi chú về đi, mời qua trước con, đừng để con nói nữa, nói lát lộ cục vô duyên ra vậy ha. Anh Toàn lắc đầu nhìn nó rồi lững thững ra về, chuẩn bị các thứ để ngày mai đi thu phục con quỷ kia. Sáng sớm như lời hẹn, anh Toàn chạy lên chợ huyện rồi để xe ở cửa hàng chú Hai Nghĩa. Sau đó thì đi qua bên nhà chồng của Linh bằng xe lớn. Anh vừa dắt xe tới cổng thì đã có một ông già mặc áo nâu, đeo tay nải đứng chờ sẵn. Anh giật mình hỏi: Ủa, thầy tính đi đâu hả? Làm gì mới sáng sớm đứng trước cửa nhà người ta như ma vậy trời? Người kia nào phải ai xa lạ, mà chính là thầy Sinh. Thầy cười nói: Bất ngờ chưa con trai. Đợt này đi bắt quỷ dữ mà tính đi mình in, không cho tao chơi hả? Anh Toàn ngớ người: Ủa, con không nói mà sao thầy biết gì? Cái thằng chết này bếp xếp chứ gì? Không phải nó, là con mèo cho tao hay đó. Cho tao với nó đi nữa mới được à. Trời ơi, đường xá xa xôi, để con với thằng chết đi được rồi. Thầy không tin tưởng con sao? Thầy nhà lo quay tốp tốp gì đó đi. Ôi, quay gì mà quay, sư mẫu mày bà không cho tao chơi tốp tốp nữa. Ủa sao vậy? Thì có mấy con nhỏ mới 18, 19, nó hâm mộ tao quá. Nó nhắn tin xưng anh em ngọt sức. Tao thì tao xưng ông kêu cháu, hiểu nó nói chuyện cho nghiêm túc. Thiệt tình là tao không có ý gì hết. Vậy mà xui sao sư mẫu mày bà thấy, cái là bà không cho quay nữa. Vợ nhà buồn chết mẹ ơi. Ôi, thôi đi đi. Mà nói trước là tới đó không có cãi lộn chứ con quỷ á. Đánh đấm nghiêm túc còn mới cho đi nữa nha. Rồi rồi tao hứa, riết rồi hai thằng mình
tao không biết thằng nào là thầy, thằng nào trò nữa. Đi bắt quỷ cũng phải năn nỉ nó mới cho đi, khổ cái thân già quá mà. Anh Toàn lắc đầu tỏ vẻ bất lực, rồi cũng nổ máy xe chạy tới nhà thằng Chất. Tới nơi đã thấy con mèo đứng trước cửa nhà thằng Chất rồi. Nó ngoắc ngoắc cái đuôi, sủa lên mấy tiếng khi nhìn thấy anh Toàn chạy xe tới. Anh thắng xe lại, nhìn thầy Sinh, thì thầy gật đầu. Ngụ ý là con mèo biết trước nó tới nhà thằng Chất mà đợi. Lát nữa nó sẽ đi chung xe với thằng Chất. Thấy anh Toàn có ý không muốn cho nó đi, thầy Sinh liền nói đỡ. Cho nó theo đi, biết đâu vụ này nó giúp ích được gì. Sẵn rèn luyện cho nó luôn, chứ mày giấu nó lâu rồi, không cho xuất hiện gì hết. Vậy là trên chiếc xe hơi 4 chỗ do chú Hai Nghĩa cầm lái, chở theo mấy thầy trò của đạo quán qua Mùi Tím, thẳng tiến tới dì Thủy, quê chồng của Linh, nơi mà cô con gái duy nhất của chú đã nằm xuống mãi mãi chỉ sau đêm tân hôn. Trên đường đi, chú Hai tường thuật lại hết mọi chuyện tâm linh đã xảy ra bên đó, từ những sự việc của gia đình chú Năm Ất cho tới cái chết của Linh. Việc chồng của chị Tiền là anh Vàng bị con nữ quỷ kia đêm nào cũng dẫn ra gốc cây nhãn, hay mấy người đàn bà đi tập thể dục gặp quỷ rồi ngất xỉu. Anh Toàn với thầy Sinh nghe qua cũng chỉ để đó, chứ chưa dám kết luận gì. Chỉ có một điều họ thấy lạ là nếu muốn hại chú Năm thì tại sao hiện tại chú Năm đã khỏe lại, có thể nói chuyện được, đã tập đi được vài bước rồi. Nghe bác sĩ nói là cứ kiên trì tập luyện, vài tháng sau chú Năm sẽ khỏe hoàn toàn. Chú Hai nói, thằng Dũng từ bữa con Linh mất tới nay nó buồn lắm, cứ đi kiếm thầy về đánh con quỷ hoài mà kiếm không ra. Hôm qua nó điện báo là nó kiếm được một ông thầy giỏi, bữa nay sẽ cầu hồn con Linh lên để mà hỏi rõ sự việc hôm đó, rồi đánh giá thực lực con quỷ đó mạnh yếu ra sao, sau đó mới tìm cách hạ nó, trừ hại cho dân. Anh xin với thằng Toàn qua đó, nếu được thì ráng hiệp lực với người ta, rồi trừ con quỷ đó, trả thù cho con Linh giùm tôi nghe anh. Anh yên tâm đi, trừ ma diệt quỷ là chuyện thầy trò tôi phải làm. Nhưng mà chúng tôi làm việc với tiêu chí là đúng người đúng tội, phải tìm hiểu rõ ngọn ngành mới ra tay, chứ không phải cứ đụng ma quỷ là chém giết vô tội giả đâu anh hai. Con thấy trong cái vụ này nó lấn cấn cái gì đó mà tạm thời chưa có nghĩ ra. Thôi để con điều tra cho kỹ, nếu mà đúng như chú nói, con sẽ hết sức mà tiêu diệt con quỷ đó. Xe chạy tới nhà chú Út Kiên, ba chồng của Linh, thì cũng hơn 9 giờ rưỡi sáng. Cổng nhà đang mở nên chú Hai quẹo thẳng vô sân. Xuống xe thì thấy trước nhà có rất nhiều người đang đứng vây quanh như hóng cái gì đó. Bên trong vang vọng ra tiếng khóc của một người con gái, nghe chừng thống thiết lắm. Đâu đó lại có tiếng khóc, tiếng nói của một người thanh niên mà chú Hai nói đó là Dũng, con rể của chú. Chú định cất bước đi vô thì anh Toàn níu tay chú lại. Một lát đó, nếu mà con có nói cái gì hay là làm gì đó, chú cứ kệ con nghe, để có cản con nghe chú. Rồi xong việc con giải thích cho chú hiểu sao. Chú Hai gật đầu, rẽ đám đông bước vô. Mọi người thấy chú thì nhận ra đó là ông xui của chú Út, nên cũng đồng loạt tránh đường cho chú Hai đi vô. Vừa thấy chú, Dũng miếu máu ôm lấy chú mà khóc. Bà tới rồi nè Linh. Linh à, bà ơi, vợ con vậy? Vợ con đang trong xác cô gái này nè bà. Linh à, em có tâm sự gì nói với bà đi em. Ở giữa nhà lúc bấy giờ là một cô gái đang ngồi khóc nức nở, hai mắt đỏ que, nước mắt chảy đầy mặt. Kế bên là một ông thầy mặc đồ thầy Pháp, có hàm râu xách ngược lên, đứng một bên cái bàn lễ. Bàn lễ bài trí rất đơn giản, chỉ có một dĩa trái cây, vài cây đèn cầy, vài sắp bùa, vài sắp giấy tiền vàng mã. Và đáng chú ý hơn là có một cái dĩa lớn đựng toàn tiền mặt, giấy 500 ngàn. Nhìn sơ qua thì dĩa phải tới vài chục tờ chứ không có ít. Anh Toàn hỏi thăm thì mới biết chính ông thầy kia đã làm phép,
gọi hồn lên về nhập vô xác cô gái kia. Nãy giờ cô khóc than kể lể rất nhiều thứ. Hỏi có đáng tin không thì một người đàn bà ngoài 50 hồ hởi lên tiếng trả lời. Đó không phải ai khác mà chính là cô Ba Nhi. Cô nói: "Cái này á, không tin cũng phải tin nghe bay. Ta nói hồi nãy ông thầy ông khấn xong á, là con nhỏ tự nhiên sùi bọt mép. Nó nằm giật giật mấy cái rồi cái ngồi bật lên, khóc quá trời luôn. Mới đầu còn nghi ngờ, nhưng mà hỏi một hơi nó trả lời được hết. Ngay cả chuyện chỉ có thằng Dũng với con Linh biết thôi nó cũng nói được luôn. Như vậy không phải con Linh thì ai vô đây nữa. Công nhận ông thầy hay thiệt đó." Anh Toàn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bây giờ nghe Dũng gọi chú hai là ba thì cô gái kia mới chạy tới ôm lấy chú, rồi nức nở nói: "Ba ơi, con Linh nè ba. Con khổ quá ba ơi. Con nhớ ba nhớ má lắm. Sao má không tới đây với con vậy ba?" Trong vô thức, chú hai cũng ôm cô gái rồi vuốt tóc cô, hệt như vuốt tóc con gái mình lúc còn sống vậy. Hai hàng nước mắt cũng chảy ra từ lúc nào. Chú sụt sùi nói: "Hoàng, con gái của ba đừng có khóc nữa. Nói ba biết, sao mà con lại tự tử chết vậy? Con có quan tình gì? Ai đã ức hiếp con?" "Dạ không có ai ăn hiếp con hết ba. Là con quỷ kia, nó ghen con với anh Dũng nên dẫn dụ con ra đó hại con như vậy. Nó giam hồn con ở đó để nó đài đọa đánh đập con. Bữa nay nhờ có thầy đem hồn con về được, nếu không chắc con đã bị con quỷ đó hành hạ tới hồn phi phách tán rồi ba ơi." Càng nghe chú hai càng trào nước mắt, thương cho đứa con gái tội nghiệp. Vậy là đã rõ, lời đồn của bà con ở đây là đúng. Con quỷ kia chính là hung thủ hại chết Linh. Lát sau cô gái quỳ gối trước mặt chú hai mà nói: "Con gái bất hiếu, không thể phụng dưỡng cha mẹ lúc xế chiều. Xin ba nhận của con ba lại, thay cho lời tạ tội. Ngày sau, hy vọng anh Dũng, anh sẽ thay con chăm sóc ba mẹ. Anh ấy là người tốt, con tin anh ấy sẽ thay con chăm sóc tốt cho hai người." Dũng nắm tay cô gái mà nói: "Em yên tâm, ba mẹ của em cũng là ba mẹ anh mà. Anh nhất định chăm lo tốt cho hai ông bà." Thằng Chớt từ đâu chen giữa đám đông đi ra. Nó tới nắm lấy tay cô gái, vừa khóc vừa hít hà, vừa nói. Tiếng khóc của nó nghe chừng không thể nào giả trân hơn được nữa: "Chị Linh ơi, sao chị lại ra đi nông nổi như vậy chứ chị? Hồi đó em cưa chị mà chị không chịu em. Ai dè chị lấy anh này à? Nhìn ảnh coi, ảnh có hơn gì em đâu chứ. Anh chỉ đẹp hơn em chút, cao hơn em chút, giàu hơn em có một không, giàu hơn hai chút chứ nhiều. Vợ thì đó, vì lấy ảnh mà chị thành ra như vậy. Em đau lòng quá." Nó hự lên một tiếng, như thể vừa bị ai đâm thủng ruột, rồi ôm bụng mà khóc. Ông thầy kia thấy vậy thì trừng mắt, định tới xô nó ra, nhưng thầy xin tặng hắn mấy cái. Thầy cũng trẻ đám đông bước ra: "Nè nè nè nè, cái anh này ở đâu? Nhờ người nhà đem về giùm đi. Đừng để anh ta quấy rối nói chuyện đinh tình nữa." Anh Toàn chạy vô lôi thằng Chớt ra. Anh nói: "Sợ hở cái là mày chạy đi phá liền hả? Vì uống thuốc nè. Ờ xin lỗi đã làm phiền bà con nha. Cái thằng này nó có căng nên hơi manh manh chút. Không có gì đâu, hiểu lầm thôi." "Linh, con muốn gặp chị Linh mà." "Linh này là Linh con ông chủ cửa hàng vật tư. Còn Linh mày kiếm là Linh con bán chú chiên trước cửa hàng. Có nhiều đó mà lộn hoài. Linh của mày đi lấy chồng Việt Kiều rồi, còn đâu đây mà kiếm?" Việt Kiều nào vậy chú?" "Việt Kiều Cam. Thôi thôi đi về lẹ, chỗ người ta nhập sắc, dù nói xạo một hồi bị quánh nhập viện bây giờ." Trở lại bên trong, ông thầy kia nhìn thấy thầy Sinh thì nhíu mày, gương mặt bỗng tái đi. Thầy Sinh mới tiến tới chỗ cô gái, thầy hỏi:
Nè, có thiệt là người trong xác cô gái này là Linh, con của chú Hai không? Nếu đúng thì cho ta hỏi vài câu có được không? Cô gái ngơ ngác nhìn thầy Sinh. Ông thầy kia vội chạy tới, dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn vào hai bên vai cô gái. Ông ta vội vội vàng vàng nói: Dòng hãy xuất ra, trả xác về cho chủ. Dòng đã mượn xác quá lâu, tôi thấy sắp không chịu nổi nữa rồi. Những gì cần nói cũng đã nói xong, việc của chúng tôi không còn nữa. Vừa nói dứt câu, cô gái kia bỗng nhiên ngã ngang. May mà có ông thầy đỡ lại. Ông thầy lấy ra một lá bùa dán vô trán cô gái, gọi tên cô mấy lần thì cô mới từ từ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy cô đã tỉnh, ông thầy liền nháy mắt. Cả hai nhanh chóng thu dọn đồ nghề rồi rời đi. Số tiền để trong dĩa kia ông ta cũng bỏ lại, không dám lấy một đồng nào hết. Trước khi đi, ông ta không quên liếc nhìn thầy Sinh một lần nữa. Cái nhìn có một chút gì đó thù ghét, pha lẫn một chút sợ hãi. Thầy Sinh chỉ mỉm cười nhìn bóng dáng thầy trò ông ta rời đi trong sự tức giận. Lát sau thì bà con ai nấy cũng về nhà hết. Bây giờ anh Toàn mới dẫn thằng Chớt đi vô. Con mèo vẫn ngoắc đuôi, ngoan ngoãn đi kế bên. Thấy thằng Chớt, Dũng mới tức giận chửi nó: Cái thằng này, ở đâu tới đây quấy rối vậy? Mày có biết tại mày phá đám, ông thầy kia mới giận mà bỏ về không? Chỗ gia đình người ta đang nói chuyện, mày ở đâu xong chưa đây? Còn anh nữa, chắc anh là người nhà của nó, sao không giữ nó cho kỹ vô, để nó chạy tới đây ăn nói lạm nhảm gì? Chú Hai kéo tay thằng con rể. Chú nói: Mấy người này là người quen, là ba chở họ xuống đó. Đây là thầy... Thầy Sinh vội tiếp lời ngay: Tôi là Sinh, là thầy hút thuốc nam, cũng biết một chút xíu về đạo thuật. Mấy đứa này là đệ tử của tôi, tại cũng có quen biết con Linh. Hay tình nó mất nên muốn xuống đốt nén nhang cho con nhỏ vậy mà. Anh Toàn gật đầu nói: Dạ xin lỗi hai bác về chuyện lúc nãy. Cái thằng này hồi nó thương con Linh nào đó, mà con nhỏ kia đi lấy chồng bên Cam. Bữa rước dâu, nó đứng dưới góc dừa nhìn theo, xui sao dừa khô đụng trúng đầu. Tưởng chết rồi ai dè sau đó nó tỉnh lại. Từ đó có người âm dừa nó luôn. Bởi vậy bây giờ nó không có được tỉnh táo lắm. Cứ thấy ai tên Linh, nó đều tưởng là con Linh người yêu cũ của nó. Chú Út chặt lưỡi thở dài: Không sao đâu, chú Thiêm không có trách gì nó. Biết nó vậy thương còn không hết mà. Chứ lại dù gì những gì cần nói, con Linh nó cũng nói hết rồi. Mong là nó sớm được yên nghỉ. Thiệt tình đau con nhỏ quá, có làm cái gì nên tội đâu chứ. Vợ chồng tôi thành thật xin lỗi anh chị xui, vì không bảo vệ được con nhỏ, để ra cái cớ sự như vậy. Dũng bực bội lên tiếng trách: Khó khăn lắm mới mời được ông thầy cao tay về gọi hồn vợ con lên được. Nói chuyện với cô ấy được phút nào thì hay phút đó, tự nhiên ở đâu chạy vô chen ngang. Mày mốt dẫn nó đi đâu thì làm ơn giữ kỹ một cái. Được á thì lấy xích xích lại cho chắc. Mày nói chuyện kỳ cục vậy Dũng, đâu có ai muốn như vậy đâu. Người ta bệnh tật chứ có cố ý đâu, mày nói vậy là không phải đó. Anh Sinh với thằng Toàn cho tôi xin lỗi, con tôi nó thương vợ quá mà mất khùng. Thấy con trai nói chuyện có phần mất lịch sự, chú Út liền lên tiếng khuyên can và xin lỗi anh Toàn và thầy Sinh. Về phần thằng Chớt thì vẫn ngồi đó cười ngơ ngớ, nhìn mọi người nói chuyện chứ chẳng phản ứng gì trước lời nói của Dũng. Anh Toàn cười: Không có gì đâu chú, mà để chuộc lại cái lỗi của thằng này gây ra đó, thì đêm nay thằng Chớt sẽ gọi dòng của Linh lên cho mọi người gặp mặt. Nói chuyện luôn chứ không cần nhập xác, mọi người thấy sao? Chú Thiếm Út và chú Hai Nghĩa giật mình. Thiếm Út hỏi: Thiệt hả? Nó có làm được không? Nếu được thì tốt quá Toàn à. Dạ được chứ, chú Thiếm yên tâm đi.
Vậy chứ vụ này nó giỏi lắm. Lâu lâu nó lên cơn cũng hay ra nghĩa địa kiếm mấy cái mộ của tên Linh, rồi kêu người ta lên nói chuyện tâm sự, tới gà gái sáng mới về đó. Riết nó nói chuyện với ma còn nhiều hơn người nữa mà. Nghe anh Toàn nói vậy, cả chú Hai và chú Thím Út đều nhìn thằng Chết bằng ánh mắt ái ngại. Nhưng thôi, miễn nó giúp được là mừng rồi. Riêng Dũng thì cái biểu hiện gương mặt hơi sợ sệt, chứ không hứng thú cho lắm. Anh Toàn bổ vai anh ta hỏi: Sao? Chúng mày không muốn gặp lại vợ sao mà thấy không được vui gì? Không. Hay là sợ tốn tiền? Thằng này nó làm không có lấy tiền đâu, yên tâm ha. Phải không Chết? Thằng Chết gật gật đầu, nhăn răng cười: Phải. Làm phước không có lấy tiền, nhưng mà cho thì lấy tiền mua cà lem ăn. Dũng xua tay, anh ta lắp bắp: Không phải như vậy, tiền nó không thể phải là vấn đề. Nhưng mà Linh nói là Linh đang bị con quỷ kia bắt nhốt lại, cầu hồn về rất là khó. Hồi nãy ông thầy kia phải khó lắm mới cầu được Linh vậy. Tối nay cầu nữa, sợ con quỷ kia nó biết nó đánh Linh. Tôi không muốn cô ấy chịu đau đớn. Thằng Chết trợn trắng hai con mắt lên. Nó nói bằng cái giọng rè rè trong cổ họng, như thể là giọng của một ông già. Giọng cứ đều đều, đúng một tông, không lên không xuống. Con quỷ đó ở đâu? Đưa ta tới đó, ta đánh luôn con quỷ đó, trả thù cho con bé, không phải sợ gì hết. Nói xong, nó lại nhoẻn miệng cười, rồi gương mặt bỗng dưng ngây ngây dại dại đi. Nhìn anh Toàn cứ gãi gãi đầu mà cười. Mọi người đưa mắt ngạc nhiên nhìn. Anh Toàn mới giải thích: Hồi nãy nói chuyện là người âm nói chứ không phải nó đâu. Bây giờ người ta xuất ra rồi, cho nên nó cứ vậy đó. Người ta nói được là được, mọi người cứ yên tâm đi. Tối nay cứ đưa nó ra đó, nó sẽ đánh con quỷ kìa, giải cứu linh hồn con bé Linh. Có con với thầy Sinh hỗ trợ, ba người thế nào cũng đánh được nó thôi. Con mèo sủa lên ba tiếng, nhìn anh Toàn bằng vẻ mặt bất mãn, ý hỏi là nó sẽ làm cái gì. Tính không cho nó đi theo hay sao mà không kể tên nó ra. Anh Toàn hiểu ý, vuốt đầu nó nói: Có thêm con hao cơm gạo, không, con hao thiên cẩu này á, thì chắc là phần thắng trong tay rồi đó. Mọi người cứ yên tâm đi, tin tưởng vô thầy trò con. Mọi người gật đầu ra vẻ đã hiểu. Chú Út mời mọi người dùng cơm, sau đó nghỉ ngơi, tối lấy sức mà đánh quỷ. Trong bữa cơm, chú Thím Út một lần nữa kể về con quỷ của nhà chú Năm và những quỷ sự liên quan tới nó. Được biết mấy đêm nay, đêm nào anh Vàng cũng nửa đêm mò ra tới gốc cây nhãn, ngồi cười nói một mình. Lát sau thì đi dậy, sáng ra thì không nhớ gì hết. Anh Toàn ngỏ ý muốn đưa thằng Chết tới gặp vợ chồng anh Vàng để tìm hiểu và đưa ra kế hoạch cho trận đấu tối nay. Tới nhà thì anh Vàng đã đi làm, không có ở nhà. Sau khi hỏi thăm một lượt chị Tiền, anh mới dặn dò: Chị đừng có cho anh Vàng biết gì hết, để tối nay tụi em rình ở đây. Khi nào anh đi tới thì tụi em sẽ đi theo rình, sau đó ép con quỷ kia xuất đầu lộ diện rồi đánh chết nó luôn. Chị yên tâm đi nghe. Y như rằng 11 giờ đêm, anh Vàng lại như cái xác không hồn mà từng bước đi tới chỗ gốc cây nhãn, ngồi cười nói một mình như một thằng điên. Đêm nay trăng sáng nên đứng từ xa cũng có thể trông thấy rõ được hình ảnh của anh ngồi đó. Chợt từ trên cây nhãn, một cái bóng áo đỏ từ từ hạ xuống rồi đứng trước mặt anh Vàng. Gương mặt cô tỏ ra giận dữ vô cùng. Vừa thấy cô, anh Vàng đã trợn trắng mắt rồi ngã ngang ngất xỉu đi. Chị Tiền đang nấp cùng với anh Toàn với thằng Chết ở bụi cây gần đó, thấy chồng xỉu, lại có con quỷ ở đó, sợ nó làm hại anh, chị quên hết sợ hãi mà vừa chạy vừa hét lên: Mày không được làm hại chồng tao, có bắt thì bắt tao đi nè. Anh Toàn không kịp phản ứng nên đã không ngăn được chị. Anh ra lệnh cho con mèo: Mèo mèo, chạy tới cản con quỷ lại, không cho nó hại người. Con mèo chạy như bay, vừa chạy vừa gầm gừ, sủa lên từng tiếng hung dữ lắm. Chỉ trong nháy mắt, nó đã chạy vượt mặt chị Tiền.
chạy tới đứng chắn trước anh Vàng. Nhìn con quỷ kia, nó nhe răng ra đe dọa. Thấy con mèo nhe răng sủa, cô ta nhảy lùi lại phía sau. Con mèo được nước thì chồm tới, nhe cái hàm răng sắc nhọn ra định đớp lấy. Nữ quỷ liền nhảy thoát lên trên cây nhãn, ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây, nhìn con mèo mà nói: "Đồ quỷ, ủa lộn, đồ chó à, tự nhiên đâu chạy lại cắn tao vậy? Tao làm gì mày đâu, đồ chó đẻ à." Bây giờ chị Tiền cũng đã chạy tới mà đỡ chồng ngồi lên, miệng liên tục kêu tên chồng, sợ rằng anh xảy ra chuyện. Thằng Chớt chạy tới đặt ngón tay lên mũi anh Vàng để kiểm tra. Chị Tiền lo lắng hỏi: Có làm sao không? Không sao đâu thiếp, chú ấy sợ quá xỉu thôi. Còn thở là còn gỡ à, không, còn thở là còn sống. Đưa chú ấy ra ngoài đi, để đây con chú Toàn lo cho. Bây giờ anh Toàn cũng đã chạy tới kế bên. Cả ba ẹ ạch kiêng cái thân mềm nhũng của anh Vàng ra khỏi gốc cây nhãn. Bà con xung quanh nghe động cũng mở cửa chạy ra xem có chuyện gì. Thấy anh Vàng xỉu, mọi người nhanh chóng lấy đồ cạo gió giật tóc mai cho anh. Cô bà Nhi chợt chỉ lên cây nhãn rồi la lên sợ hãi: Con quỷ kìa bà con ơi, tránh ra, có chừng nó đánh chết mình đó. Con mèo bây giờ vẫn đang sủa lên inh ỏi, hai chân trước của nó vẫn luôn cào cào vào gốc cây, ngóng cổ hướng về phía con quỷ như muốn ăn tươi nuốt sống. Con quỷ phất tay một cái, một luồng âm khí đánh thẳng về phía con mèo. Nó nhanh nhẹn tránh né được, miệng càng gầm gừ, hai chân trước càng cào dữ dội hơn. Con quỷ cười khanh khách nói: Có giỏi leo lên đây cắn lộn nè. Ủa không, quýnh lộn với chế nè cưng, cái đồ chó mà làm chế hết hồn. Rồi cô ta lại đánh tiếp những luồng âm khí thẳng xuống chỗ con mèo. Cứ đánh đến đây thì con mèo nhảy qua bên kia, đánh bên kia thì con mèo nhảy qua bên đây mà tránh. Con quỷ thích thú mà cười khoái chí, như thể đang đùa giỡn với thú cưng vậy. Thế rồi ẳng lên một tiếng, cuối cùng nó mệt quá nên có phần chậm chạp hơn, không ai dính phải một đòn của con quỷ. Cảm thấy không ổn, nó liền bỏ chạy tới nấp phía sau thằng Chất, miệng vẫn không ngừng nhe răng gầm gừ đe dọa. Yếu vậy hả, mới giỡn xíu mệt hả? Con mèo gầm gừ tức giận, nó liên tục nhìn nữ quỷ mà sủa lên, như thể bảo rằng: Mày có ngon thì xuống đây, tao mà leo cây được thì mày xác định luôn rồi. Thằng Chớt thấy vậy, nói đỡ cho con mèo: Tưởng gì, có gì đâu tự hào, thứ quỷ như mày chỉ giỏi hơn chó thôi à. Mày nói gì, mày chửi ai là chó? Tao không có chửi, mày mới đánh thắng con chó, tao khen mày giỏi hơn chó, bộ sai hả? Mày giỏi lắm. Chưa giỏi đâu, nhìn tao giỏi hơn quỷ nữa nè mày. Thằng Chớt móc nhanh một lá bùa trong túi, phóng về phía con quỷ. Lá bùa mang linh lực, bay thẳng về phía cô ta. Nhưng khi tới gần thì nữ quỷ thổi ra một làn hơi, lập tức lá bùa không thể chạm được vào người cô ta mà lơ lửng rồi chậm chậm rơi xuống. Nữ quỷ chưa kịp mở miệng cười thì lá bùa chợt bốc cháy, rồi phà ra một ngọn lửa màu vàng nhạt táp vô mặt cô ta. Cô ta bật ngửa để né tránh thì vô tình mất đà rớt xuống. Nhanh như cắt, con mèo phóng bay tới đớp lấy hồn cô ta, nhưng mà cô ta kịp bỏ chạy dọc theo hướng hàng cao, định trốn sau hè nhà chú Năm. Thế nhưng mà mới chạy được mấy bước thì đã đụng mặt một ông già. Ông ta cầm một cây kiếm gỗ đào, vừa thấy cô liền vung kiếm đánh tới. Linh lực phát ra vô cùng lớn từ thanh kiếm, khiến cho nữ quỷ sợ hãi bỏ chạy ngược trở lại. Vừa hay con mèo cũng rượt tới nơi, nó táp cô ta một cái. Rất may cô ta kịp bay lên ngọn cây cao. Ông già kia không ai khác chính là thầy Sinh. Thầy đã phục sẵn ở đó từ khi nào. Thấy con quỷ bay lên cây, thầy vội rút bùa ra, niệm chú rồi quăng lá bùa lên. Lá bùa bốc cháy thành một ngọn lửa vàng, rồi ngọn lửa như biến thành một con đại bàng, bổ cánh bay tới nữ quỷ. Cô ta hốt hoảng truyền từ ngọn cao này sang ngọn khác, và cuối cùng là nhảy về phía cây nhãn. Nhưng mà anh Toàn chờ sẵn ở đó từ bao giờ, anh định ra tay
thì nữ quỷ thở hổn hển ra hiệu dừng tay. Cô ta nói: "Khoan khoan, dừng lại 2 giây tôi thở chút được không? Mấy người là ai vậy? Mắt giống gì tự nhiên tới đây bu quánh hội đồng tôi dữ hả? Tôi nhớ là tôi có gây thù chuốc quán gì với mấy người đâu." Cô bà Nhi thấy phe ta thắng thế, đứng chống nạnh mà lên tiếng: "Nè, mày quấy phá cái xóm này đủ rồi. Tụi tao mời họ về quánh mày đó, có được không?" Bây giờ thầy Sinh cũng đi tới chỗ cây nhãn. Con quỷ đưa tay ra hiệu ngừng chiến. Cô ta nói: "Từ từ, đừng manh động. Tôi hiểu chuyện gì rồi. Tôi biết tôi quánh không lại mấy người, nhưng mà cho tôi hỏi mấy con mẹ này vài câu được không? Tôi hỏi xong là muốn quánh gì quánh, muốn đấm cũng được nữa." Thầy Sinh gật đầu. Con quỷ liền từ từ hạ người từ trên đọt cây xuống, đứng ở dưới gốc, rồi chống nạnh hỏi cô bà: "Nè cái bà già kia, bà nói tôi quấy cái xóm này, tôi mận gì bà nói vậy? Kể nghe chơi coi." "Nè ha, đầu tiên là hại ông Năm chút nữa mất mạng, hên là gia tiên phù hộ không sao. Xong rồi đợt ông xóm này á, mày mê gần hết luôn. Tới vợ người ta mày còn dẫn cho ra đây treo cổ chết mà. Rồi rành rành trước mắt á, là mấy đêm nay nè, đêm nào cũng dụ dỗ thằng Vàng ra đây ngồi nói chuyện với mày. Mày tính hút dương khí, rồi vài bữa bắt nó đi luôn chứ gì. Mày nói không có đi. Tao còn nghi là thằng Nguyên con ông Năm á, tới nay chưa vợ cũng là do mày đó. Còn cái vụ nhát ma ba bà đi bán lợn con nữa chứ." Thấy nữ quỷ không nói gì, anh Toàn liền lên giọng: "Nè, bộ cô bà nói đúng quá hay sao, cô không biết nói cái gì luôn đúng không? Vậy bây giờ nhận tội chưa?" Con quỷ gãi đầu, cười khẩy nói: "Cái này không phải là không biết nói gì, mà phải gọi là hạn hán lợi với cái bà nội này luôn đó. Ê bà ba, tôi nhớ bà họ Phan chứ có phải họ Phán đâu, mà bà phán như đúng rồi vậy. Sao cái giống gì cũng đổ lên đầu tôi hết trơn vậy? Tội bà tôi chưa xử đó, bữa nay còn kiếm thầy tôi quánh tôi. Bà gan cùng mình rồi. Bà có bằng có cớ gì không mà dám nói mọi chuyện là do tôi vậy?" "Trời ơi, bây giờ mà nó còn cứng miệng nữa kìa, mấy thầy trị nó đi." "Đêm nay rõ ràng á là cô dụ anh Vàng ra góc ngoài gốc cây này. Chính mắt tôi thấy cô hiện ra trước mặt anh ta mà. Tính làm chuyện xấu nữa. Rồi cô giải thích sao đây?" "Cái gì? Tôi dụ thằng cha này ra đây á hả? Mấy người có điên không vậy? Mẹ bà nhắc tới nóng máu à. Mắc cái chứng gì cứ 11 giờ đêm đang ngủ ngon á, thì cái thằng quỷ sứ đó tới gốc cây ngồi nói chuyện mình ên, làm tôi giật mình thức giấc giữa đêm. Đêm nay nó lại tới, tôi tính hiện ra hù nó, đặng 11 hết dám lại phá giấc ngủ của tôi. Ai dè đâu mới thấy thì nó xỉu ngang. Rồi cái con chó kia đâu ra nhạo tới cắn tôi nữa. Rồi mấy người quánh không kịp chạy luôn, tôi biết mẹ gì đâu." Chị Tiền nghe vậy thì nói lớn: "Mày đúng là đồ quỷ mà. Mày đã dụ chồng tao ra đây, còn lớn lối nói vậy hả? Anh có bị điên đâu mà tự dưng ra đây ngồi nói chuyện mình. Chỗ này là chỗ ở của mày, không phải mày dẫn dụ thì còn ai nữa?" "Chà, thương chồng dữ ha. Chồng mày không có điên, vậy chắc tao điên á. Bao nhiêu thằng không khoái, khoái chi chồng mày? Làm như đẹp lắm không bằng vậy. Mà thôi, thấy cũng phận phụ nữ với nhau. Với lại để minh oan cho tao, tao nói cho mày nghe một chuyện, mà đảm bảo mày nghe xong mày sốc như con cóc luôn cho coi." "Chuyện gì?" "Mày móc điện thoại chồng mày ra đi, vô phần tin nhắn á, coi thì biết à." Chị Tiền vội móc điện thoại trong túi anh Vàng ra. Bây giờ anh cũng đã tỉnh lại, có ý ngăn cản, nhưng chị lườm mắt nên anh nín thinh để cho vợ mở điện thoại lên. Chị trừng mắt hỏi: "Mật khẩu đổi hồi nào? Tại sao đổi? Mật khẩu mới là cái gì?" Anh Vàng ú ớ chưa biết trả lời sao thì con quỷ lại nói: 69 69, khỏi cảm ơn." Chị Tiền làm theo. Và khi đã vô được phần tin nhắn trong Zalo, chị há hốc mồm, trợn tròn mắt. Con quỷ cười hô hố lên: "Hết hồn chứ bà già. Nè, này thì chồng yêu ha, cái này thì chung thủy nè. Có bộ kỷ lục Guinness sắp tới á,
phải công nhận mày là sinh vật có cặp sừng dài nhất thế giới rồi đó. Hổm trại có nghe ngứa đầu không con gái? Mới mốt ra đường á, nhớ đi khum thôi, chứ không thôi sừng nó dướng dây điện, điện giật chết queo mẹ. Giờ này cưa sừng đi bán á, chắc xây được biệt thự luôn rồi đó. Chị Tiền đứng hình khi nhìn thấy tin nhắn của chồng mình với một người phụ nữ khác. Cô ba đâu dễ bỏ qua, cô liền lấy điện thoại để xem. Những người khác cũng nhao nhao lên hỏi coi cái gì. Cô vừa lướt điện thoại vừa tặc lưỡi như thằng lằn. Mẹ ơi, nó nhắn tin với con nào mà mùi mẫn y hệt như vợ chồng vậy nè. Hẹn nhau đi khách sạn nữa chứ. Chù chà, còn chê con vợ ở nhà vừa già vừa xấu, lại còn vừa dơ, nói nhiều nữa chứ. Nói tới đó, cô ba mới giật mình, nhìn sang chị Tiền, xua tay phân bua. Cái này là nó nhắn tin với con nhỏ kia, tao đọc thôi chứ không phải tao nói em bay đâu nghe. Mèn ơi, tao khoái cái khúc này nè. Hẹn nhau đi ăn lòng xào dưa, ít dừa nhiều lòng, ít lòng nhiều dưa. Quá trời quá đất rồi, có vợ con mà còn vậy. Ủa mà khoan, thằng này nó có ngoại tình thì liên quan gì tới chuyện bị mày dẫn ra đây đâu? Nó đâu có minh quan được cho mày. Con quỷ tặc lưỡi nói: bà có già mà không có khôn, bình thường bà suy diễn hay lắm mà, nhưng sau nay dở ẹt vậy. Để tôi nói cho bà nghe, cái đêm đó đó, nhỏ kia kiếm tới tận nhà rồi gặp mặt. Thằng này nói kêu về hoài mà nó không chịu, lại thấy con vợ ngủ rồi mới đành bấm bụng đi ra gặp. Ai dè đâu con vợ phát hiện đi theo sau lưng, nó mới nhanh trí giả bộ là bị ma dẫn, đi một hơi ra đây ngồi như ma dẫn gì đó. Thiệt ra là nó không phải nói chuyện mình ên đâu, nó đeo tai nghe đó, nó nói chuyện với con ghệ nó nên tôi nghe được hết trọi. Rồi mắc gì mấy bữa trước không hiện ra, chờ tới bữa nay mới hiện ra. Nói nào ngay, tôi bực bội vì nó phá giấc ngủ. Ban đầu tính đuổi nó đi rồi, nhưng mà tôi thấy nó diễn hay quá, cho nên chờ coi vai diễn của nó đi về đâu. Nhưng mà coi hoài cũng chán, bữa nay quyết định đuổi nó đi. Tại nó nói có vòng vòng có nhiêu đó hả? Mà tính ra cái thằng này yếu bóng vía nha, biết cái chỗ này có quỷ mà dám ra đây. Vậy mà tôi hiện ra thấy cái xỉu ngàn, yếu mà đặt ra gió. Chị Tiện tức tối đấm thầm thập vô ngực anh Vàng đang cúi đầu nhận tội. Ai nấy đều lắc đầu ngao ngán cho một gia đình vốn dĩ rất êm ấm và hạnh phúc. Hàng xóm không bao giờ thấy họ cãi nhau to tiếng, cả hai đều lo làm ăn để cùng xây dựng tổ ấm của mình. Chị Tiện luôn hãnh diện vì có một người chồng giỏi giang, yêu thương vợ con, tu chí làm ăn, không cờ bạc rượu chè bê tha như những ông chồng khác. Cuối cùng thì sự hãnh diện đó chỉ đổi lại là sự chua chát, đắng cay khi nhìn thấy từng dòng tin nhắn mà anh ta nói về chị với tình nhân ở phía sau lưng chị. Nữ quỷ áo đỏ thở dài: thôi khóc lóc làm chi, giờ rảnh thì chụp lại màn hình đi, mai đăng lên mạng cho thiên hạ trầm trồ chơi. Còn thằng chồng mày với con nhỏ kia, đội quần ra đường chứ không dám đội nón nữa đâu. Giờ né né qua bên, để tao xử cái thằng kia, binh quan cho tao luôn. Ê cái thằng kia, bước ra đây mày, mẹ bà tới lượt mày nè. Nữ quỷ chỉ thẳng mặt anh Dũng. Anh ta hơi sợ hãi, không dám bước. Anh Toàn ra hiệu, lập tức cho con mèo chạy tới, cắn vạt áo anh ta, lôi ra giữa đám đông. Bây giờ cô mới nói: bao nhiêu chỗ sao mày không treo vợ mày? Mắc cái mớ gì mà mày lôi đây mày treo làm chi? Cho người ta nghi ngờ tao vậy? Chú Út thắc mắc: Cô nói vậy là sao vậy? Sao trăng gì? Đêm đó tự nhiên nó ẵm con vợ nó ra đây nè. Lúc đó con nhỏ sụi lơ rồi, nó lấy cọng dây treo con vợ nó lên, tưởng vợ chồng nó thích mận tư thế lạ hay gì, nên tôi cũng thôi quay mặt đi chỗ khác, đâu có dám nhìn đâu, tại mắc cỡ. Về đâu lát sau nó la làng lên, nói nhỏ kia treo cổ. Lúc đó tôi mới biết là nó giết vợ, chứ tự nhiên tôi với nhỏ kia cái tụ quán gì mà giết nó.
Bà con đừng có nghe con quỷ này nó nói sàng bậy. Con thương vợ con không hết, sao con lại hại vợ con được? Chính nó hại chết vợ con, còn giam giữ hồn phách cô ấy nữa, không có cho về nhà. Bữa nay ông thầy kia cầu hồn cô ấy lên, chính mắt mọi người thấy mà, chính tai mọi người cũng nghe hết rồi còn gì. Con quỷ kìa, mày sắp chết mà còn dạ mồm vu oan cho người khác hả mày? Có giỏi thì thả hồn vợ tao ra để đấu chất đi. Nè nè, thầy trò mấy người, mà mau đánh chết nó đi, để nó nói một hồi nó đổ tội hết người này tới người kia bây giờ. Vừa nói, Dũng vừa níu tay hối thúc anh Toàn. Anh gật đầu chắc nịch. Anh nói: đúng rồi, phải đánh nó thôi. Nhưng mà trước tiên á, tôi muốn bà con nghe cái này trước đã. Anh Toàn móc điện thoại ra, phát lại một đoạn ghi âm. Trong đoạn ghi âm, nghe tiếng của Dũng quát rất lớn, dường như anh ta đang nói chuyện điện thoại. Ông làm ăn cái gì mà bỏ về dối chừng vậy? Ở đây mấy người kia tính cầu hồn cô Linh nặng về nói chuyện kìa. Họ mà cầu được thì phải làm sao bây giờ? Không biết bên kia nói cái gì, mà bên này Dũng lại nói: ông có chắc là cái bùa trấn nó có tác dụng hay không? Lỡ như mấy người đó gỡ được thì sao? Ban đầu tôi kêu ông đánh cho nó hồn siêu phát tán đi, mà không có chịu đâu. Tôi nói cho ông biết, cái vụ tôi với con Linh mà bị lộ ra thì ông không có được yên thân đâu. Dũng định nhào tới giật điện thoại thì anh Toàn đã nhanh chóng rụt tay lại. Anh cười khẩy rồi giải thích cho những người xung quanh hiểu cụ thể mọi sự tình. Dũng dĩ anh nghi ngờ tên thầy pháp gọi hồng sáng nay chỉ là một tên lừa bịp, nhưng nghe nói vòng trong thân xác cô gái kia nói được những bí mật mà chỉ có Linh và Dũng biết, nên anh Toàn mới chuyển hướng sang nghi ngờ cả Dũng. Anh vẽ một chữ bùa trong tay thằng chết, rồi bảo nó giả khùng giả điên để cầm được tay cô gái kia. Kết quả là cô gái kia không phản ứng lại, chứng tỏ là cô ta đang giả bộ, chứ thực ra vong hồn của Linh không hề nhập vô người cô ta. Lại nói tên thầy kia nhìn thấy thầy sinh thì sợ xanh mặt, vội cuốn gói bỏ về. Vì trước đây ông ta đã đụng mặt thầy sinh một lần và biết được năng lực của thầy tới đâu. Nếu nấn ná lại ở lâu, sợ rằng thầy sinh sẽ vạch mặt ông ta, nên vội vã rời đi mà cũng không dám lấy tiền trên bàn cúng theo. Lúc mọi người ăn cơm xong, thấy Dũng len lén ra sau nhà, đi tới bên mộ của Linh để làm gì đó. Anh Toàn sinh nghi nên mới lấy điện thoại ra, bật chế độ ghi âm, rồi cho con mèo ngậm vô, chạy tới gần để ghi âm lại đoạn nói chuyện của Dũng. Nhờ vậy mà có được đoạn đối thoại đó. Con mèo nghe được kể công thì hớn hở sủa lên mấy tiếng, rồi ngoắc ngoắc cái đuôi ra vẻ tự hào. Anh Toàn xoa đầu nó nói: lúc chú em mày nghe điện thoại, có phải con chó này cứ lây quay dưới chân không? Chuyện gì mình không muốn người ta biết đó thì tốt nhất là đừng có làm ra. Nữ quỷ dỗ tráng cái bóp hỏi: ủa, tính cha anh biết tôi bị quan, vì mắc mớ gì rượt quánh tôi chi vậy cha? Bộ rảnh lắm hay gì? Làm chạy muốn xúc quần à? Quýnh cho vui vậy mà. Tại tôi cũng như cô vậy đó, diễn theo tụi nó để coi vai diễn của tụi nó sẽ đi về đâu. Với lại cái vụ anh Vàng tôi còn mơ hồ, chưa biết thật hư ra sao, nên chưa xác định được coi có phải là do cô hay không. Anh Toàn mới nhìn qua Dũng mà nói tiếp: chưa hết đâu, nó còn mướn ông thầy kia làm bùa trấn, không cho Linh có thể nói chuyện, cũng không làm hại được nó. Vì vậy mà trong giấc mơ, con Linh chỉ có thể nhìn chú Hai khóc thôi, chứ không có nói gì được. Con đã phá giải bùa trấn đó, và bây giờ thì để cho họ hai mặt một lời mà nói chuyện với nhau đi. Một làn khói mờ ảo xuất hiện, rồi tụ lại thành hình một người con gái mặc bộ đồ ngủ màu đỏ, trên cổ còn hằn lên một vết thâm tím. Đôi mắt cô trũng sâu, buồn bã, gương mặt nhợt nhạt xanh xao, nhưng dễ nhận ra đó chính là vong hồn của Linh. Nhìn thấy chú Hai, Linh chạy tới trước mặt, quỳ xuống khóc nức nở dưới chân cha mình.
Chú Hai cố tình đưa tay ra xoa đầu con gái tội nghiệp, nhưng thứ chú chạm vào chỉ là một khoảng không mờ ảo, mà nào có chạm vào được mái tóc suôn mềm của nó nữa đâu. Hồi lâu sau, Linh mới từ từ kể lại. Đêm đó có mấy đứa bạn thân, nó lấy số điện thoại lạ. Tụi nó nhắn tin gọi điện, lấy danh nghĩa là người yêu cũ để chọc con. Đương lúc có rượu trong người, anh ta nổi cơn ghen tuông mù quáng, dù cho con cố giải thích như thế nào cũng không được. Trong lúc giằng co, anh ta đã nắm chiếc kiềng vàng đeo cổ mà giật ngược ra sau, rồi con nghẹt thở chết đi. Khi sực tỉnh lại thì anh ta đem con tới gốc cây nhãn, treo cổ con lên, sau đó thì giả vờ như không biết gì. Anh ta âm thầm mướn thầy trấn con lại, không cho con nói chuyện được. May mà hôm nay có thầy đây tới giải bùa giúp cho con. Nhân chứng vật chứng đã có đủ, Dũng không còn đường nào chối tội cả. Chú Hai tức giận đánh thằng con trẻ khốn nạn hết mấy đấm. Vừa đánh chú vừa chửi: Mẹ mày, cái thằng khốn nạn, tao tin tưởng mới gả con cho mày. Cho dù nó có hư đốn như thế nào thì mày trả nó lại cho tao, chứ sao mày lại giết nó? Mày trả con lại cho tao, trả con gái lại đây, cái thằng khốn nạn. Chú Thím Út chỉ biết khóc mà nhìn ông xui đánh con mình. Hai người cũng không muốn can chú ra làm cái gì. Kỳ thực lúc này đây, nếu được, chú Thím cũng muốn đánh cho thằng con mình một trận nên thân. Nếu có thể một phát đánh nó chết ngay thì càng tốt, không còn lời lẽ nào để bào chữa cho đứa con của mình nữa. Khóc than, kể lể đánh đập chửi mắng hồi lâu, thì mọi người bắt Dũng lại, giải lên trên đồn, cho anh ta tự thú. Phần còn lại, nữ quỷ kia mới nói: Còn cái vụ cuối, bà Ba Nhi bà ra đây, tất cả cũng tại cái miệng tí lia của bà mà ra nè. Cô bà ngơ ngác, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Tôi hả? Tôi có biết gì đâu. Bữa đó ông Năm ông đi nhậu về, đã mệt rồi còn tráng trong ngoài bờ ao, lại nghe cái gốc cao mà tiểu. Lúc đó ông lên cơn đột quỵ, mà trong nhà thiểu may hay hết trơn. Bởi vậy tôi mới giả tiếng chim kêu để cho người trong nhà nghe mà chạy ra, hên mà cứu ông kịp đó. Không thôi thì bây giờ ông lên bàn thờ ngồi mất tiêu rồi. Ta nói hả, mấy bữa sau kêu ông thầy kia tới bày ra nguyên một cái mâm cúng chà bá, tưởng đâu cúng đằng cảm ơn. Tôi xà xuống tín hưởng mà, thì chút xíu nữa đầu thai không kịp luôn rồi. Mắc mớ gì bà lấy máu chó mực với nước tiểu con nít á, bà tạt tôi, hên là tôi né kịp ạ. Thím Năm với Nguyên nghe vậy vội quỳ xuống van vái, nói lời cảm ơn và xin lỗi cô. Cô lắc đầu: Không có gì, tất cả là tại cái miệng của bà nội này bà ra nè. Bữa tôi đi theo thằng cha kia đặng theo dõi thì mới biết thằng cha chỉ là thằng thầy dởm thôi, chả cấu kết với mẹ ba này đi gạt tiền người ta đó. Bữa tôi dặn họng cảnh cáo rồi, bây giờ méo miệng liệt hai cái giò ngồi xe lăn rồi đó, không có còn đi gạt ai được nữa đâu. Thím Năm nhìn cô ba đầy vẻ thất vọng. Thím nói: Sao tôi tin tưởng cô vậy? Cô nỡ lòng nào gạt tôi vậy cô ba? Lỡ như mà cha của thằng Nguyên có bệ gì, tôi biết tính làm sao? Sao cô ác quá vậy? Đã không giúp được còn muốn hại chết ổng nữa. Cô ba cúi gằm mặt, tỏ vẻ hối hận. Thiệt ra đó, ban đầu tôi không có nghĩ là cô mạnh tới vậy. Tôi chỉ thổi phồng lên để cho người ta sợ cô. Tôi tưởng máu cho mực với nước tiểu con nít có thể giết được cô rồi, cho nên tôi với cha kia mới bày tính kế kiếm chác chút đỉnh thôi. Tôi cung cấp hết thông tin cho thằng cha về hoàn cảnh của cậu Mợ Năm. Tới đó ông nói trúng phóc hết, Mợ Năm mày mới tin tưởng đưa tiền nhờ ông giúp đỡ. Mấy cái lễ vật kia ông cố tình kêu mua nhiều, để sau khi lễ xong ông đem về nhà hết. Tôi biết lỗi rồi, thành thật xin lỗi cậu Mợ Năm mày. Cô có lỗi với bầy Nhân Nguyên.
Tất cả thất vọng lắc đầu nhìn cô ba. Nữ quỷ nhìn Nguyên nói: "Trời, cái cha trời thần này, làm ơn cưới vợ giùm con đi. Để không thôi người ta đi đồn á, lão mắt duyên âm với tôi, không có lấy vợ được kìa. Miệng đời nó gian ác lắm biết không. Quen người ta mấy năm nay rồi mà mắc cái giống gì mà cứ lén lút qua lại hoài, không chịu cưới hỏi cho đàng hoàng đi chứ." Thiếm Năm giật mình hỏi: "Hả? Nó quen ai? Mày quen ai mấy năm mà giấu tao với tía mày vậy? Sao không nói để tao với ổng hỏi cưới người ta chứ?" Nguyên gãi đầu ấp úng. Chưa kịp nói thì nữ quỷ lại nói trước: "Cũng tại bà, nó mới không dám nói ra đó. Mày sợ cái gì? Không nói thì để tao nói. Để tôi kể cho bà nghe cái chuyện ngôn tình đời thiệt ha. Cái năm nó 21 tuổi á, nó thương nhỏ kia 25. Vì mặc cảm nhỏ tuổi hơn không dám thổ lộ, cái người ta đi lấy chồng. Nó quyết ở vậy luôn, không thèm cưới ai hết. Người đời gọi đó là si tình. Còn tôi nha, tôi kêu là ngu á. Ai mượn thương không nói chị. Trong tất cả các thứ tình á, thì tình đơn phương là ngu nhất xứ trên đời luôn. Năm con nhỏ kia 30 thì chồng chết, nhỏ mới ở dậy nuôi con luôn. Rồi cái anh cha nội này sắp sáp lại. Ban đầu nhỏ kia cũng ngại, sợ người ta dị nghị bàn tán các thứ. Đó, cũng sợ là cái miệng của mấy bà đó. Nhưng mà mưa dầm thấm lâu, từ từ rồi nhỏ kia cũng siêu. Rồi cả hai chỉ qua lại trong âm thầm, gia đình sớm diện không ai biết trơn. Nhiều lần thằng nhỏ nói mé mé rồi bà cứ bàn ra không ạ. Bà nói sao? Chứ thanh niên ai chịu lấy gái có chồng, lại có đứa con lớn nữa. Con của bà lại là trai tân. À không, ăn ở với con người ta trách thích mấy cái chiếu rồi, tân mẹ gì nữa. Nó là trai chưa vợ, là nhỏ tuổi hơn. Nói ra sợ bà không chịu, nên lần lửa hoài chưa dám nói đó. Cô bà trổ tài suy đoán: "À, nếu tôi đoán không lầm á, có phải là con thơ cuối sớm không?" "À, dễ dụ suy luận này bà trùm rồi. Không ai qua bà hết. Chuyện không có bà còn nói được mà. Nhưng mà lần này bà nói đúng rồi đó. Con thơ chứ ai." Thiếm Năm thở dài nói: "Chuyện chú nói là nói vậy thôi, chứ con thơ nó tốt, nó chịu khó mần ăn, lễ phép ngoan hiền. Nó có một đời chồng một đứa con rồi thì sao đâu, cũng đâu có vấn đề gì. Cưới nó về tao cũng chẳng những có con dâu mà có thêm đứa cháu lớn nữa. Có cái gì mà không chịu? Thiệt tình hai đứa bay khờ quá. Để nào tía mày khỏe lại, rồi tao với ổng lên đó nói chuyện, cưới liền trong năm nay luôn cho bay." "Vú nói thiệt hả vú? Con cảm ơn vú. Đó giờ con sợ vú cấm cản, con không dám nói. Bữa nay nhờ có con quỷ cái, à không, nhờ có cô quỷ này mà gánh nặng trong lòng con được trút bỏ rồi. Con cảm ơn cô quỷ." "Con quỷ thì kêu con quỷ, ở đây ai cũng kêu vậy, có gì đâu sợ. Nói chứ tao tên Nga, kêu cô Nga đi cho nó thiện cảm. Kêu con quỷ nghe thấy ghê quá." Thằng Chớt bây giờ mới lên tiếng: "Ủa, tính ra cái gì cô cũng biết trơn á, sao không nói mẹ ra sớm đi, đỡ mất công người ta vu oan cô không? Phải tụi tôi mà không nói lý lẽ là đánh cô banh hồn luôn rồi." "Thì tất cả là tại miệng của con mẹ Ba Nhi này nè, toàn do bà suy luận ra thôi. Tao trong sạch tao đâu có sợ gì. Hơi đâu mà đi giải thích cho những người đặt chuyện nói xấu mình. Trong sớm mà có chừng chục cái miệng như bà thôi, tao đi giải thích tới chừng nào mới xong. Ai đi đặt chuyện nói xấu người ta, không biết mà nói, sớm muộn gì cũng nhận quả báo thôi à. Quả báo của bà là bà ở giá suốt đời, không có lấy được chồng đó. À quên, còn cái vụ ba bà đi bán lợn con á, là tôi tính ghẹo chơi thôi. Thấy ba cái tướng đi thể dục ủng ỉnh, thấy cưng quá nên chọc chơi. Ai dè đâu sợ thiệt." Nói tới đó, nữ quỷ quay qua hỏi thầy Sinh: "Nhìn thầy tuổi cũng cao ha, không biết bà nhà có còn hay đã mất?" "Ừ, tôi ở vậy đó giờ, tôn thờ mối tình đầu đã mất trong thời chiến tranh. Tôi chưa có vợ, mà cũng không có rảnh rước thêm bà khác
tính hỏi tôi rảnh không, hốt bà đó về giùm, để bà bớt ở không mà đi đặt chuyện thiên hạ chứ gì. Dạ chứ còn sáng suốt lắm nghe cô. Ờ ha, quả không hổ danh thầy cao tay. Thôi, tính mận mai cho mà không chịu thôi. Ủa rồi vụ trời đánh ba lần sao? Sao tự nhiên có cái bóng đèn thành cái bóng đỏ là sao? Không phải bị trời quánh hụt là thăng cấp hả? Thì đó tao bận đồ đen. Hồi tháng 7 rồi người ta đốt đồ đỏ, thì tao bận đồ đỏ chứ sao. Còn vụ trời đánh hả? Xui thôi. Tao ở đây hơn chục năm rồi có sao đâu. Mà gần đây không hiểu sao cứ ở cây nào là cây đó bị quánh trúng à. Riết người tao trốn vô cây nhãn luôn nè. Vậy mà mấy con mẹ trong xóm vẫn không có tha cho tao. Tính ra tao ăn ở có đức lắm á, không có hại ai mà trời quánh hoài. Phải chi mà ông quánh trúng mấy cái mỏ nhiều chuyện á thì hay biết mấy à. Cô ba nghe bị nói móc thì cứ cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu. Thằng Chớt lắc đầu hỏi: Ê ê, vậy hồi đó mày học tới lớp mấy? Lớp 1 ra trường, hỏi chi. Nói đạo nghe tao chết lâu rồi, hồi chiến tranh lận. Hồi đó biết chữ là quay lắm rồi đó nghe mày. Đừng khi dễ tao à. Hèn gì mày không biết là phải. Hồi đó mấy cái cây cao còn lùng, cho nên không sao. Bây giờ nó lớn, nó cao hơn những cây xung quanh, dễ thu hút sấm sét lắm. Mà mày là quỷ á, nên cây nào mày ngự nó sẽ tích điện nhiều hơn, dễ hút sét hơn, nên trời quánh vô là phải rồi. Ủa vậy hả? Ai biết đâu. Bởi làm quỷ ít học nó cũng khổ vậy. Anh Toàn nghiêm nghị hỏi: Rồi bây giờ mọi chuyện sáng tỏ rồi, cô muốn ở lại đây hay là theo ta đi tu tập, chờ ngày đầu thai siêu thoát vậy? Giống vậy tôi cũng muốn ở lại, nhưng mà thân làm quỷ đủ áp lực rồi, còn gặp cái xóm này nữa xui tận mạng. Có mấy cái miệng chuyên gia đặc chuyện, thêm cái tội giết người ngoại tình các kiểu đà điểu như đổ lên đầu tôi. Hỏi thứ gì chịu nổi không chứ. Thôi đi tu tập đi cho khỏe, chứ đây không bị trời quánh chết, sớm muộn cũng bị mấy cái miệng này hại chết à. Làm quỷ mà áp lực quá, ai dám làm nữa. Anh Toàn gật đầu, nói cho con quỷ đi theo về tu tập. Anh lại hỏi cô ba: Con nghe nói cô thích đi cô bối, đi thầy bà để xin bùa chú gì lắm, phải không cô? À đúng rồi, mà sao vậy thầy? Mình sống đó, có thờ có thiên, có kiên có lành. Nhưng mà cái gì lạm dụng quá nó cũng không nên. Coi bối tìm thầy cúng trục dòng, rồi giải hạn các thứ, là mình chỉ làm trong những cái lúc thực sự cần thiết thôi, chứ không phải có chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đi tìm thầy. Đâu phải cái gì trong cuộc sống mà không suôn sẻ cũng là do ma quỷ làm đâu. Con nói vậy chắc cô hiểu rồi chứ. Còn về cái vấn đề mà đặt chuyện nói xấu người ta đó, thì tự cô biết, nó không có giúp ích được gì, mà đôi khi tự hại chính bản thân mình á. Gặp nữ quỷ này là người ta hiền đó, chứ không giật chết cô từ lâu rồi. Cô ba cúi đầu trước lời nói của anh Toàn. Xong xuôi mọi chuyện thì ai về nhà nấy, chuyện gia đình nào thì gia đình đó tự lo. Ba thầy trò thầy sinh cũng đã xong nhiệm vụ của mình. Sáng bữa sau, cả ba cùng với con mèo tự bắt xe về nhà. Chú hai ở lại để giải quyết chuyện của Dũng và Linh. Thằng Chớt lắc đầu ngao ngán nói: Ôi, công nhận bà Ba Nhi đó bà đặt chuyện hay thiệt á. Tính ra trên đời này á, bà đặt chuyện chỉ thua một người thôi đó chú. Mày nói tao đó hả? Chứ gì nữa, hẳm thì nói con ngoại tình, trốn vô tủ lạnh rồi chết. Giờ nói con có người yêu, rồi đứng góc dừa tiễn người ta theo chồng, cái bị dừa rớt trúng đầu. Mà công nhận chú nói y như thiệt luôn, ai nghe cũng phải tin trận. Mười mốt đừng có lấy danh đệ tam nữa, lấy ba phi đi ha. Cái đó gọi là nói dốc có đào tạo, nói xạo của chuyên môn, mức độ khôn vô đối đó. Mà tao nói miệng không có hại ai thôi chứ mày. Nói nào ngay tao cũng tính lấy cái tên ba phi rồi đó chứ. Ngặt cái là trùng với tên ông già chồng của mẹ thằng con tao, cho nên tao không có dám lấy mày ơi. Trời quánh chết, cái gì mà dính chùm vậy chú?
Anh Toàn chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh bắt máy, không biết đầu dây bên kia là ai, nói cái gì. Chỉ nghe anh vừa gật đầu vừa ậm ừ. Ờ, vậy đó hả? Ờ, rồi rồi rồi, được rồi. Ai vậy chú? Ờ, lộn số. Trời ơi, lộn số mà làm thấy phát ham vậy. Nói chứ có kèo đi bắt ma tiếp. Đi không? Gần xịt ra. Thôi, nghe ba chữ gần xịt à của chú á, là cũng biết không có gần rồi. Ở đâu nói đại đi rồi đi. Chà, cấp này thông minh ra rồi đó. Đi không? Sài Gòn. Sài Gòn mà nó gần à. Đi xe thì xa vậy thôi, chứ mày nhìn lên bản đồ coi, nó có chút xíu à. Nói chứ đó giờ không có đi Sài Gòn, cũng muốn đi cho biết á. Mà nhà ai tránh gì chú? Vậy bữa nào mình đi đi, mới nghe thôi là thấy nôn rồi đó. Bạn thằng Trung, nào đi thì còn chưa biết, chờ bán hết đúng mới đi được. Trời ơi, biết nào mới hết. Thì muốn đi sớm kêu bà con dòng họ mua giùm tao hết đi, rồi mình đi. Vậy ha, bắt ma nó cũng tự nhiên mà, đừng có hối tao. Tao còn vợ con đùm đầy mày ơi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quỷ Ngự Hàng Cao, là phần tiếp theo trong series những câu chuyện về đầy hài hước về anh Pháp Sư Đệ Tam, anh Toàn, của tác giả Trần Văn. Chúc quý thính giả một đêm thật ngon giấc. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.